Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Hơn 7 giờ tối, anh và cô quay trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hiểu Khuê cứ nghĩ rằng về đến nhà là cô sẽ được lên phòng tịnh tâm. Nhưng nào ngờ đâu, vừa bước ra khỏi giấy hộp thì đã chạm mặt một chàng trai trẻ. Khi mà Quách Tuấn Trương nhìn thấy Abad vẫn còn đang ở đây thì anh không khỏi cau mày. Chẳng phải là tôi đã bảo cậu trở về Thượng Hải rồi sao, Abad? Đúng là như vậy, nhưng đại thiếu gia có lệnh khi nào vệ sĩ mới của anh đánh thắng được tôi thì vị trí này mới được thay đổi. Nói đến đây, Abad đã chuyển ánh mắt khinh thường nhìn sang Diệp Hiểu Khuê, rồi ngông nghênh nói thêm: tôi còn tưởng vệ sĩ mới của nhị thiếu gia là một người đàn ông cao to lực lưỡng, hóa ra là một đứa con gái trói gà không chặt. Như thế này làm sao đủ khả năng bảo vệ anh cơ chứ? Abad là đàn em của Quách Khiếu Lâm, anh ta phụng mệnh đi theo Quách Tuấn Trương đến đây, chính là theo dõi nhất cử nhất động của anh. Bây giờ Quách Tuấn Trương muốn đuổi anh ta về, chính là đang ngấm ngầm muốn đối đầu với anh trai của mình. Tất nhiên Quách Khiếu Lâm sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trầm mặc vài giây, anh lên tiếng: em cứ lên phòng trước đi, Hiểu Khuê. Nghe anh nói như vậy, Hiểu Khuê đã thẳng thừng lướt qua người của Abad để bước vào trong nhà. Nào ngờ đâu, cô đi được hai bước thì anh ta đã rút con dao tấn công cô. Quách Tuấn Trương thấy như vậy, lập tức xông tới, vùng chân đá vào cánh tay cầm dao của Abad. Hiểu Khuê lúc này cũng nhận ra tình huống nguy hiểm mà quay người trở lại, thấy Quách Tuấn Trương đang đánh nhau với người đàn ông kia rồi. Kẻ đó ra tay dứt khoát, không một chút nào kiêng dè, trông không giống với vai trò của một người làm việc dưới quyền chủ nhân. Diệp Hiểu Khuê đứng đó lặng lẽ quan sát. Ban đầu cô cứ tưởng rằng Quách Tuấn Trương nhất định sẽ giành được phần thắng, nhưng nào ngờ đâu anh lại là kẻ bị đánh gục trước. Lúc này đây, Abad tiếp tục cầm dao lao về phía của Hiểu Khuê. Lẽ ra cô có thể đánh trả bởi vì bản thân cô biết võ, nhưng lúc đó cô lại đứng im bất động như sẵn sàng chờ đón mũi dao kia sẽ lấy đi mạng sống của mình. Và sự thật là Hiểu Khuê sẽ mất mạng nếu không có người đàn ông nắm lấy lưỡi dao trước khi nó ghim vào người của cô. Chứng kiến hành động Quách Tuấn Trương vì cô mà đổ máu, cô bắt đầu đánh trả. Tuy cô đang mặc váy nhưng mà không ngại tung ra những đòn đá chân thật dứt khoát về phía của Abad. Với thân thủ nhanh nhẹn, võ nghệ tài giỏi, chẳng mấy trông cô đánh văng con dao trong tay của đối phương. Trong lúc hai người ra sức đánh nhau thắng thua chưa rõ, Quách Tuấn Trương đã vào xe tìm khẩu súng lục của mình. Lúc này đây, vì vận động mất quá nhiều sức mà cơ thể anh rất mệt mỏi, nhịp tim rối loạn. Nhưng để đảm bảo an toàn cho Hiểu Khuê, anh vẫn cố gắng mang súng lên nòng và hướng về phía của Abad. Nhân lúc anh ta bị đánh ngã, anh đã bóp cò. Một tiếng đoàng vang lên, thứ chất lỏng màu đỏ từ cơ thể của người đàn ông đó đã văng ra trước sự bàng hoàng của Hiểu Khuê. Cô càng hoảng hơn khi mà nhìn thấy Quách Tuấn Trương đã khuỵu xuống. Cơ thể và sức khỏe của anh làm cho cô lo lắng và không thể nào tin được vào những gì mình đang chứng kiến. Anh sao thế, Quách Tuấn Trương? Cô vội vàng chạy tới dìu anh đứng dậy, không giấu được sự lo âu trong câu nói của mình. Người đàn ông thì cố gắng nở ra nụ cười. Lâu ngày không đánh nhau nên thể lực sa sút, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi là ổn ngay. Hiểu Khuê cau mày nhìn anh cho đến khi mà anh lần nữa mệt mỏi lên tiếng: có thể dìu tôi vào trong nhà được không? Được. Cô đáp vội rồi cẩn thận dìu anh đi vào trong. Mặc dù trong đầu đang tồn tại hàng ngàn hàng vạn nghi vấn,
Nhưng mà trên hết vẫn là nỗi lo về tình trạng của người đàn ông ấy. Mấy tháng không gặp, trong mắt của cô, anh đã trở thành một kẻ yếu kém. Nhưng mà nếu như cô biết chính phát súng của ngày hôm đó đã khiến cho anh trở nên thế này, thì liệu rằng cô có hối hận về hành động của mình hay không? Sau khi dìu được Quách Tuấn Trương vào trong nhà, cô vẫn đang rất rối bời, bởi vì thấy anh mệt, bàn tay còn đang chảy máu, cô không biết xử lý vấn đề nào trước tiên. Bây giờ tôi phải làm sao? Thuốc ở trong túi áo khoác. Nghe anh nói như vậy, cô lập tức lục soát khắp người anh. Sau một hồi chật vật tìm kiếm thì cũng tìm được lọ thuốc rồi. Uống mấy viên? Nếu muốn tôi chết luôn thì lấy càng nhiều càng tốt. Anh điên à? Tôi không muốn mang tội danh lấy mạng người. Nói nhanh đi, mấy viên? Một viên. Anh trả lời ngắn gọn, trên môi là nụ cười, mặc dù cơ thể đã giống như mất đi 7 phần sức lực. Đây, anh uống đi. Cô lấy nước, lấy thuốc, bón đến tận miệng cho người đàn ông. Sau đó còn lật đật chạy đi tìm dụng cụ y tế cá nhân, nhưng mà tìm hết phòng khách mà vẫn không có. Quách Tuấn Trường lúc này đã đỡ mệt hơn, anh vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt vui sướng. Vui khi mà thấy cô vẫn lo lắng cho mình, chạy đôn chạy đáo. Em đang tìm gì thế, Hiểu Khuê? Thì bông băng, thuốc đỏ để rửa vết thương cho anh chứ còn gì nữa. Đừng tìm nữa, nó ở ngay đây này. Nói xong thì anh với tay sang sofa bên cạnh, ấn mở phần hộp tủ nhỏ được thiết kế ở dưới ghế, lấy ra hộp y tế, đặt nó lên trên bàn. Hiểu Khuê lúc này đã đi tới, cô khẩn trương xem xét vết đứt trong lòng bàn tay của anh, không khỏi cau mày. Vết cắt sâu quá, chắc là phải đến bệnh viện rồi khâu lại mới được. Không cần đâu, em cứ băng vào giúp tôi là được rồi. Nhưng mà như vậy vết thương sẽ rất lâu khỏi đấy. Dù sao thì tôi cũng không muốn nó nhanh khỏi, nên em cứ làm theo lời tôi đi. Anh rất cương quyết, cô không còn gì để nói nữa, đành tập trung sát trùng vết thương và băng bó cho anh. Đến khi mà vết thương được xử lý xong xuôi, nhịp tim của người đàn ông cũng đã ổn định trở lại. Anh không còn thấy mệt nữa, mà là hơi ấm từ đâu đã xâm lấn cả cõi lòng anh. Anh âm thầm nhìn cô rất lâu, đến khi Hiểu Khuê tình cờ bắt gặp thì cả hai người lại trở nên ngại ngùng, vội vàng tránh né. Thời khắc im lặng xuất hiện hồi lâu, cuối cùng thì Hiểu Khuê cũng cất lên câu nói. Thi thể của người đàn ông đó vẫn còn đang ở bên ngoài. Người của tôi đã đến đưa đi xử lý rồi, em không cần lo. Người của anh sao? Người của anh đến bao giờ mà nhanh thế? Ở xung quanh chúng ta, chỉ là không được gọi thì không thể nào tự ý xuất hiện. Vừa rồi lúc em loay hoay tìm bông băng thuốc đỏ, tôi đã nhắn tin bảo họ đến đây thu dọn tàn cuộc rồi. Không hiểu cô đã nghĩ gì mà trên môi cô nở ra nụ cười trào phúng. Vậy xem ra vai trò vệ sĩ của tôi cũng chỉ là hữu danh vô thực. Em khác họ chứ, không thể nào đánh đồng như vậy được. Khác ở chỗ nào? Cô đã quay trở lại đối diện với mặt anh. Vẫn là gương mặt thờ ơ, lạnh lùng của cô chưa từng thay đổi. Anh cũng tuyệt nhiên bình thản lên tiếng đáp. Khác ở chỗ em là người đặc biệt, còn họ chỉ là tạm bợ thôi. Đặc biệt là bởi vì tôi từng lấy mạng anh một lần mà không thành, cho nên tôi phải ở bên cạnh anh để trả giá thật đắt, có đúng không? Nếu em nói như vậy thì em thử kể xem, một ngày một đêm vừa qua tôi đã khiến cho em trả giá những gì. Câu hỏi của anh làm cho cô dao động, ánh mắt nao núng vì không biết trả lời thế nào. Đúng là một ngày một đêm vừa qua, ngoài việc anh cưỡng hôn cô, quả thực là chưa từng làm gì quá đáng. Anh dung túng cho cô mọi thứ, chỉ là lời lẽ có phần cay độc thôi. Thấy cô im lặng, anh lại nói, có một vài sự thật mà chỉ khi nào ở bên cạnh tôi em mới biết và đặt lòng tin tuyệt đối dành cho tôi. Im lặng. Xung quanh họ là một khoảng không im lặng đến bí bách. Cuối cùng Hiểu Khuê nói, từng có tin đồn rằng anh đã mất mạng, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Tôi muốn biết lý do là gì. Vì kẻ đó cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Kẻ đó ư? Là ai? Nhận thấy cô bắt đầu dao động với những dòng suy nghĩ mà bản thân mình từng mặc định trước đó, Quách Tuấn Trường không thể nào giấu đi ánh mắt thích thú.
Là ai thì sau này em sẽ biết thôi. Mặc kệ cô đang mong chờ câu trả lời, anh vẫn thản nhiên đưa ra hồi đáp lệch hướng, rồi thong dong đứng dậy. Lên phòng thôi, tôi muốn đi tắm. Thế thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải lên phòng? Sao lại không liên quan? Tay tôi bị thương rồi, và em chính là cánh tay thay thế của tôi. Nghe xong câu trả lời, cô lập tức bất bình đứng dậy, trừng mắt nhìn anh, gần giọng nói. Anh xem tôi là kỹ nữ đấy à? Quách Tuấn Trương trưng ra nụ cười đùa cợt. Không phải, vì em là mảnh ghép cuối cùng nên không thể nào chỉ xem như bông hoa lạ để mà vui chơi qua đường được. Anh để lại câu nói mang hàm ý sâu xa, rồi sải bước đi thẳng lên trên lầu, để lại cô đứng đó nhìn theo với cả bầu trời nghi vấn. Cô cau mày suy nghĩ rất lâu, một mớ hỗn độn trong đầu vẫn không tìm ra hồi đáp. Trước kia anh là một con người khó hiểu, trải qua nhiều biến cố mới gặp lại nhau, cô lại thấy anh càng trở nên bí ẩn hơn. Rốt cuộc thì Quách Tuấn Trương là người thế nào? Tâm tư anh đang chứa đựng điều gì cơ chứ? Hiểu Khuê lên phòng khi mà cho rằng người đàn ông đã sang thư phòng rồi, thì không phải. Lúc cô đi vào, anh đã ngồi bên bàn làm việc của mình với chiếc laptop đang sáng đèn và một vài tập tài liệu đang xem dở. Anh chính là đang chờ cô lên để ra lệnh đây. Em tắm xong thì nấu bữa tối đi, tôi đói rồi. Đói thì không biết tự nấu sao? Tôi có phải là ô sin của anh đâu. Thấy cô bất mãn, anh không nói gì mà trực tiếp đưa bàn tay đang bị thương cho cô xem. Sau đó đến lượt anh chất vấn. Đến bây giờ mà em vẫn chưa cảm thấy hối lỗi sao, Hiểu Khuê? Bổn tiểu thư không làm gì sai thì tại sao phải hối lỗi cơ chứ? Thế thì tôi hỏi em, trong lúc tôi sắp bị người ta đánh gục đến nơi, em làm gì? Rõ ràng là em đứng nhìn thôi. Thậm chí thấy bản thân mình sắp bị ghim cho một nhát vào tim, em vẫn đứng nhìn. Là tôi ngăn cản con dao đó mới khiến cho bàn tay của mình bị thương. Tôi đã cứu em, còn em thì quên mất hai từ trách nhiệm. Tôi sợ em thật đấy. Anh cứu tôi thì có hỏi tôi là đồng ý hay chưa? Chưa hỏi có đúng không? Vậy thì là anh cam tâm tình nguyện, càng không liên quan gì đến tôi cả. Cô ngang ngạnh đáp trả. Quách Tuấn Trương bất lực gật đầu, cuối cùng chỉ có thể khẽ thốt ra một câu. Bây giờ thì tôi hiểu được cảm giác lúc đó của em rồi. Cái cảm giác vì một người mà mình tình nguyện làm tất cả mọi thứ, nhưng mà kết quả bị phũ phàng, không một chút nào thương tiếc. Không liên quan thì không liên quan, em làm gì thì làm đi. Bữa tối không ăn một hôm chắc là cũng không chết. Đi đi, đi làm việc của em đi, nhưng đừng rời khỏi đây là được. Dù trước đó không thể nào thỏa hiệp cùng nhau, nhưng mà đến 9 giờ tối, cả hai người họ đều có mặt trước bàn ăn khá tươm tất, do chính tay Diệp Hiểu Khuê chuẩn bị. Tất nhiên rồi. Ăn đi, ăn xong thì bớt cằn nhằn lại. Còn chưa ăn mà cô đã mở miệng nói lời khó nghe. Tuy là vậy, chỉ ít cô cũng chịu lo lắng cho anh, chứng tỏ là cô mềm lòng đôi phần rồi. Lúc này đây Quách Tuấn Trương đương nhiên là cũng muốn ăn chứ, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không biết nên ăn kiểu nào với bàn tay còn đang băng bó. Em sang đây bón thức ăn cho tôi đi. Anh không có tay à? Trước phản ứng gay gắt đó, anh giơ bàn tay đang bị thương ra là cô tự khắc hiểu. Cuối cùng là Hiểu Khuê vẫn phải di chuyển chỗ ngồi. Cô vừa ăn vừa bón cho người đàn ông bên cạnh. Hễ cái nào cô ăn xong thì cũng phải gắp cho anh một miếng. Bình yên được một lúc, cô lên tiếng hỏi. Có phải anh vẫn còn một người anh song sinh có đúng không? Người đàn ông lắng đọng. Cô cũng dừng việc ăn của mình và cả việc bón cho đối phương để chờ đợi câu trả lời. Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy chứ? Cô không nghĩ anh sẽ hỏi ngược như vậy nên có chút bối rối, cũng không biết đáp thế nào. Anh lại lên tiếng. Gia đình tôi có 4 người, ba mẹ lần lượt bị sát hại khi mà anh em tôi vừa tròn 10 tuổi. Nói đến đây, anh dừng lại để mà chuyển tầm mắt nhìn sang cô. Nếu như em có nhã hứng muốn biết thêm thì tôi sẽ từ từ kể cho em nghe. Bữa tối kết thúc, Hiểu Khuê cùng người đàn ông lên sân thượng với lon bia trên tay. Sau khi uống được vài ngụm, cô lên tiếng nói. Anh nói sẽ kể cho tôi nghe về gia đình của anh cơ mà, sao bây giờ im lặng thế?
Tôi sẽ nói, nhưng quan trọng là em có tin hay không mới được chứ. Anh nở ra nụ cười rồi uống thêm bia. Vì câu chuyện này mà hôm nay anh phá lệ uống bia một chút, như vậy sẽ dễ dàng tâm sự cùng cô hơn. Tôi đã nhìn thấy bức ảnh gia đình trong ví anh, cho nên tôi muốn biết người giống hệt anh trong ảnh là ai. Em nôn nóng làm gì? Vài hôm nữa em sẽ được gặp người đó bằng da bằng thịt. Chứ bây giờ tôi có nói em cũng không tin đâu. Anh còn chưa nói, sao biết tôi không tin? Quách Tuấn Trương nhếch nhẹ khóe môi. Nếu tin thì ngày hôm đó em đã không nổ súng rồi. Câu nói của người đàn ông làm cô rơi vào trong lắng đọng. Một chút chột dạ, một chút khó hiểu, một chút áy náy đã tạo ra một cô gái kiệm lời. Có phải là cô đã hiểu lầm người đàn ông này rồi không? Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là tiếng lòng phút chốc trỗi dậy, chứ cô làm sao dám hỏi thành lời cơ chứ. Em có muốn xem cảnh tượng lúc ba mẹ tôi bị lấy mạng không? Cô vô cùng bất ngờ khi mà nghe thấy câu hỏi của anh. Lúc cô đang nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc thì anh đã lấy ra một chiếc USB đưa cho cô. Ở trong đây chứa nội dung chi tiết hình ảnh kẻ thủ ác đã nhận tâm lấy mạng ba mẹ tôi vì mục đích mưu lợi cá nhân, vì quyền lực của một ông trùm trong xã hội. Nếu em muốn thì có thể xem qua, nhưng mà nhớ chuẩn bị tâm lý cho vững, tại vì video này toàn là cảnh tượng kinh dị thôi. Anh giọng nói rất nhẹ nhàng, luôn luôn cong môi nở ra nụ cười để không tạo áp lực cho cô gái bên cạnh, bởi vì anh biết rằng tâm trạng của cô bây giờ đang rất phức tạp. Cô nhìn USB trong tay mình rất lâu, cuối cùng cũng nhận lấy. Uống xong phần bia còn lại trong lon, anh mới lên tiếng nói thêm. Tôi biết, em vẫn luôn luôn hận tôi, bởi vì em nghĩ rằng chính tôi đã lấy mạng ba em. Thậm chí ngay bây giờ, em vẫn chưa từng từ bỏ ý định sẽ lấy mạng tôi để trả thù. Ngôn từ anh phát ra nhẹ nhõm, giống như là lông hồng bay trong gió, chứng tỏ anh đã sớm trút bỏ cõi lòng. Tất cả những gì em từng làm cho tôi chưa bao giờ quên, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhưng suy cho cùng thì tôi cũng là nợ em. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên cuốn em vào câu chuyện tồi tệ này. Tôi càng không nên ở bên em lâu như vậy, khiến cho em vì yêu mà nảy sinh oán hận. Tôi không biết em đã bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi này hay chưa, nhưng tôi vẫn muốn nói với em rằng Quách Tuấn Trương này chưa từng hận em. Khoảnh khắc im lặng lại ùa tới, mà anh cũng không còn lời gì để nói nữa, nên đứng dậy trở vào trong nhà. Tối nay em lên giường nằm đi, tôi không về phòng nên cứ yên tâm mà đi ngủ. Anh nói xong thì thực sự rời đi. Diệp Hiểu Khuê vẫn ngồi đó cùng với hàng tá suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô dương mắt nhìn xuống chiếc USB trong tay, rốt cuộc là bên trong ẩn chứa điều gì đây? Một lúc sau cô quay trở về phòng ngủ. Người đàn ông đó quả nhiên là không có ở đây. Vậy mà không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Cô tự nhủ rằng không có anh có khi lại càng tốt, như vậy thì sẽ được tự do thoải mái hơn, nên sau đó nhanh chóng bước đến tủ quần áo. Khi mà cửa tủ mở ra, cô ngỡ ngàng nhìn thấy bên trong chứa rất nhiều quần áo nữ. Vốn dĩ cô còn đang định lấy áo sơ mi của anh mặc tạm, nhưng bây giờ thì nỗi lo không biết mặc gì đã lập tức biến mất. Cầm thử vài chiếc lên xem, cô nhận ra là những chiếc váy, áo mà anh đã chọn cho mình trong trung tâm mua sắm vào sáng nay. Hóa ra anh mua cho cô thật. Cảm xúc lúc này trở nên khó tả, và để gạt bỏ, cô đã chọn bừa chiếc váy ngủ kiểu dáng tiểu thư mang vào trong phòng tắm. Đêm nay Quách Tuấn Trương thật sự là không về phòng, để một mình cô nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhưng không thể nào chợp mắt được. Cô trằn trọc mãi, cuối cùng thì ngồi dậy, nhìn chằm chằm chiếc USB đang nằm ở trên mặt bàn. Để giải quyết rõ khúc mắc trong lòng, cô đã mang thứ đó cắm vào laptop của Quách Tuấn Trương. Dứt khoát di chuyển, con trỏ thao tác máy tính, không lâu sau, cô đã tìm thấy một đoạn video. Với tâm trạng hồi hộp, cô thao tác nhấp con chuột vào đoạn video. Là một video ngắn được trích xuất từ camera, còn có cả thời gian rõ ràng. Cô nhìn thấy một người phụ nữ đưa hai đứa bé trai song sinh
khẩn trương trốn vào trong tủ quần áo và căn dặn một điều gì đó, cứ như sắp phải sinh ly tử biệt. Xem thôi mà cô cũng cảm thấy căng thẳng theo. Sau đó thì có một người đàn ông chạy vào, nét mặt lo sợ, cho đến khi người thứ ba xuất hiện với khẩu súng trên tay. Đôi đồng tử phía trước màn hình đã không còn giữ được nét bình ổn nữa. Phiến môi mềm của cô khẽ động đậy. Ba, là ba. Sau đó, âm thanh đoàng đoàng vang lên, làm cho cô giật mình. Đôi vợ chồng đã ngã xuống, dòng máu màu đỏ tuôn ra. Hiểu Khuê lúc này hoàn toàn chết lặng. Ba cô vậy mà là kẻ đã phá nát gia đình người khác, làm cho họ âm dương tách biệt, làm cho hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ dại phải sống kiếp mồ côi. Cô đã nhìn thấy hai sợi dây chuyền trên cổ của hai bé trai. Nó giống hoàn toàn với kỷ vật mà Quách Tuấn Trương đã từng đeo. Đôi vợ chồng kia chính là hai người trong bức ảnh gia đình mà anh lưu giữ trong ví. Và ba cô là hung thủ tước đoạt mạng sống của ba mẹ anh. Câu chuyện của một người bạn mà anh từng kể cho cô nghe hóa ra chính là bi kịch của cuộc đời mình. Cô đã hiểu ra tất cả rồi. Cho nên lúc này đây cô im lặng như một kẻ đã bán mất đi linh hồn của mình. Trải qua một đêm mất ngủ, trời vừa hửng sáng, Diệp Hiểu Khuê đã rời khỏi phòng ngủ. Cô muốn ngắm bình minh nên tìm đến sân thượng, đứng chờ ánh mặt trời dần dần nhô lên cao. Cảnh vật yên tĩnh giúp cho tâm trạng của cô tốt hơn phần nào. Làm người nếu cứ mãi cố chấp sẽ chẳng có niềm vui. Cô chấp nhận tập quyên từ từ, bắt đầu lại giống như ánh mặt trời kia, chuẩn bị mở màn cho một ngày mới. Mọi việc vẫn diễn ra như hàng ngày, đến khi mà Quách Tuấn Trương trở về phòng ngủ định lấy quần áo mặc đi làm thì bị dọa cho giật mình. Diệp Hiểu Khuê vậy mà đã thay sẵn quần áo trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách quý cô sành điệu. Hôm nay cô không mặc váy body hay là váy tiểu thư anh mua, chỉ chọn chiếc áo ống ở bên trong, áo vest ở bên ngoài và một chiếc quần cùng tông màu. Chân đi giày cao gót 5 phân, nhìn cô bây giờ đứng cạnh người đàn ông giống như cặp vợ chồng tổng tài. Em biến hình hay thật đấy, nhiều vóc dáng chuẩn mực, cũng hợp với phong cách đa dạng. Như thế này chắc là đề phòng những lúc đánh nhau sẽ không bị vướng víu, có phải không? Tôi muốn rời khỏi đây. Câu nói với âm giọng lạnh lùng vang lên, nhanh chóng làm cho người đàn ông xuống sắc. Ngủ dậy một đêm lại quên mất bản thân mình còn đang mắc nợ người khác sao? Chính vì mắc nợ cho nên tôi muốn rời khỏi đây để mà kiếm tiền trả nợ cho anh. Em chê lương vệ sĩ quá thấp sao? Đó chỉ là cái cớ để anh giữ tôi ở bên cạnh thôi. Giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi. Vấn đề mà cô đang đề cập, Quách Tuấn Trương thừa sức biết rõ. Và anh vô cùng ung dung bước về tủ quần áo, chọn lựa đồng phục công sở hàng ngày. Em xem kết thúc thì cứ cho là kết thúc đi. Vậy tôi càng có lý do để bắt đầu trở lại. Cô sững sờ, nét mặt bất ngờ đến bối rối. Lúc này anh bước tới ngay trước mặt cô, dương đôi mắt nhìn cô thật kỹ rồi nói thêm. Đã là người của tôi thì em đừng hòng chạy thoát, Diệp Hiểu Khuê. Câu nói này đến 9 phần là cảm thấy quen thuộc, làm cho cô chỉ biết đứng ngây ra. Bởi vì nếu cô nhớ không nhầm thì chính bản thân mình cũng đã từng nói với anh như vậy. Là cô từng cưỡng chế bắt ép anh ở bên cạnh với lý do tồi tệ là để mua vui qua đường. Nhưng nào ngờ đâu nghiệp quật cho sấp mặt đến mức đem lòng yêu thương người ta sâu nặng, để đến lúc sóng gió ập tới rồi lại dễ dàng nảy sinh oán hận sâu sắc. Đúng là gieo nhân nào bây giờ gặt quả đó. Tại Thượng Hải, trong căn phòng tràn đầy quyền lực của một ông trùm, Quách Hiếu Lâm đang ngồi trên ghế da sang trọng, trên tay nâng niu ly rượu thượng hạng. Ở bên cạnh là cô vợ kiều nữ xinh đẹp của mình đang tận tình rót rượu. Đại thiếu gia, Abad đã bị Tuấn Trương lấy mạng rồi. Theo thông tin điều tra được thì là vì bảo vệ một người phụ nữ, và kẻ đó cũng là vệ sĩ được bổ nhiệm thay cho Abad, đồng nghĩa với việc Quách Tuấn Trương thiếu gia đã nhận ra âm mưu của chúng ta rồi. Nhận được thông báo của Từ Hanh, Quách Hiếu Lâm vẫn thư thả ngồi ngắm nhìn ly rượu trong tay, ánh mắt thâm sâu khó lường. Không ngờ trái đất này lại tròn đến như vậy. Đi một vòng lớn
kết quả vẫn gặp được nhau. Lẽ ra đêm đó không nên giữ lại mạng sống cho con khốn kia. Bây giờ thì đã không khiến cho bổn thiếu gia nhọc lòng thế này. Để thiếu gia nhọc lòng, phải nhắc đến nhị thiếu gia mới đúng chứ ạ. Cậu ấy thay đổi kế hoạch trả thù Diệp Úc, thậm chí còn muốn tha mạng cho lão La già đó, rồi cùng cô gái kia xây dựng gia đình. Há chẳng phải để cho Quách gia chịu ủy khuất hay sao? Để cho kẻ tàn bạo nhởn nhơ an nhàn. Nếu không phải đại thiếu gia ra tay dứt khoát, có lẽ lão già chết tiệt kia đến bây giờ vẫn còn đang ung dung tự tại mà sống. Chú Từ, em tôi cũng là vì chút tình yêu hoang đường mới lỡ dở việc lớn. Tính cách của nó nhân từ lại dễ mềm lòng. Ngay từ đầu để cho nó gánh vác trách nhiệm tiếp cận lão già chết tiệt kia là điều khiến cho tôi lưỡng lự rồi. Không ngờ nó vẫn khiến cho tôi thất vọng. Quách Hiểu Lâm nhếch môi uống cạn ly rượu rồi nhàn nhã nói tiếp. Mà thôi, dù sao thì nợ máu đã trả xong. Nói đến chuyện tương lai, chú nghĩ sao nếu để cho cô gái đó ở bên cạnh Tuấn Trương? Tử Hành là cánh tay đắc lực của nhà họ Quách lúc đương thời. Sau khi Quách gia sụp đổ, ông ta cũng bị Diệp Úp dồn vào đường cùng, buộc phải ngồi tù. Mãi đến khi mà địa vị của Quách Khiếu Lâm ổn định thì anh mới dùng tiền đưa Tử Hành ra ngoài. Giờ đây lại tiếp tục là cánh tay phải cho người đàn ông này. Vì quá quen thuộc cho nên ông ta không kiệm lời, trực tiếp nói thẳng luôn. Theo quan điểm của chú, đó là kẻ thù thì mãi mãi không đội trời chung, dù là đời sau hay đời trước cũng thế. Vấn đề ở đây, Tuấn Trương thiếu gia lại đang yêu con gái kẻ thù. Cô ta còn không phải hạng người đơn thuần. Điều đó không thể nào chắc chắn rằng cô ta đến bên cạnh nhị thiếu gia là vì tình cảm thật lòng hay vì cái gì khác. Dù sao thì cũng là mối thù lấy mạng cha. Chúng ta không nên cho đối phương cơ hội, rồi lỡ đâu lại cắn cho chúng ta một cái. Có câu nói diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nhân từ với kẻ thù là nhẫn tâm với bản thân mình. Đại thiếu gia nên cân nhắc kỹ càng, tránh để mất đứa em trai duy nhất còn lại. Lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Sau những lời tác động của Tử Hành đã thôi thúc ánh mắt của Quách Khiếu Lâm dần dần trở nên sắc lạnh và thâm độc. Ngày mai là ngày giỗ ba mẹ. Chú thay mặt tôi gửi lời nhắc nhở đến Tuấn Trương một tiếng. Đừng để nó vì gái mà quên mất cội nguồn của mình. Sẵn tiện sắp xếp thêm vài người, đợi đến khi mà Tuấn Trương lên đường về đến đây rồi thì bảo họ đến hỏi thăm cô em dâu của tôi một tiếng. Nhiều tiếng cũng được. Đừng để cô ta cô đơn khi bạn trai của mình vắng nhà. Lúc này đây, Quế An Hy là vợ của Quách Khiếu Lâm dè dặt đưa ra lời nhắc nhở, hy vọng chồng mình có thể cân nhắc trước khi hành động. Anh à, Tuấn Trương nó yêu cô gái đó nhiều đến như vậy, anh làm thế không sợ cậu ấy hận anh sao? Cô nhận lại ánh mắt cảnh cáo sắc bén từ chồng mình. Chuyện của đàn ông, phụ nữ như các em tốt nhất chỉ nên nghe thôi, chứ không nên lên tiếng. Hơn nữa, anh sẽ tự biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Tuấn Trương, nó sẽ không vì một người con gái không ra gì mà dám chống lại người anh trai này. Em không cần suy nghĩ thay anh, mau ra ngoài đi. Vâng, tại tập đoàn Long Đằng, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Quách Tuấn Trương lên tiếng xong thì nữ giám đốc là Lý Mộng liền mở cửa mang tài liệu vào trong. Lúc đi ngang qua khu vực sofa, ánh mắt của cô ta đã bị thu hút bởi người thiếu nữ đang ngồi chơi game ở đó, nhưng vì công việc quan trọng nên không dám chăm chú mà theo dõi quá lâu. Dạ thưa chủ tịch, phiền anh xem rồi ký tên giúp em. Nhận được tài liệu, người đàn ông cầm lên xem qua một lượt, sau đó thì điềm nhiên lên tiếng. Hiểu Khuê, em qua đây, tôi bảo. Làm gì thế, tôi đang chơi dở. Qua đây, cầm bút ký tên giúp tôi. Tay anh đâu? Tay bị thương rồi. Cứ phải trải qua giằng co dăm ba câu, Hiểu Khuê mới chịu vận động cơ thể bước đến chỗ của Quách Tuấn Trương đang ngồi. Ký vào đâu? Ở đây, ký cho đẹp vào đấy. Anh cầm sẵn bút, tay bên kia thì đưa ngón trỏ chỉ vào chỗ trống dành cho chữ ký của chủ tịch trên tờ giấy. Để nhanh chóng quay trở lại ván game đang giang dở, Hiểu Khuê cầm bút ký xoẹt xoẹt vài cái theo chữ ký mẫu mà anh cho cô xem trước đó.
Đối diện là nét mặt khó hiểu đến kinh ngạc của giám đốc Lý Mộng. Không vấn đề gì, cô mang về phòng mở cuộc họp rồi phổ biến cho nhân viên triển khai đi. Dạ, nhưng mà thưa chủ tịch, chữ ký này... Thấy nét mặt thiếu tin tưởng của giám đốc Lý, Quách Tuấn Trương lập tức cong môi nở ra nụ cười. Cô ấy là bạn gái tôi, chữ ký của cô ấy cũng giống như chữ ký từ tay tôi ký ra. Cô cứ yên tâm, mang về phòng làm việc đi. Dạ vâng ạ. Giám đốc Lý nhận tài liệu rồi cúi đầu chào, rồi đi trong tâm trạng bất ổn. Sau khi mà nhìn thấy nụ cười chan hòa trên đôi môi của người đàn ông có biệt danh là chủ tịch băng giá, và cả sự xuất hiện của Diệp Hiểu Khuê với thân phận là bạn gái chủ tịch, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong bữa ăn trưa nay của nhân viên tập đoàn. Xem ra sau khi mà trả xong hết nợ, tôi phải rời khỏi Giang Thành thì mới mong tìm được một tấm chồng tử tế rồi. Bỗng nhiên Hiểu Khuê lại than ngắn thở dài, làm cho Quách Tuấn Trương bật giác cau mày. Không cần tìm, vì chồng em ở đây rồi. Cô bĩu môi, chiêu trò thả thính cũ rích rồi. Cũ nhưng mà nhất định sẽ thành công. Chẳng phải trước kia chúng ta bắt đầu phát sinh tình cảm cũng từ lúc mà em bảo tôi đóng giả làm bạn trai của em sao? Bây giờ tôi thản nhiên công khai em là bạn gái, tuy chưa thành sự thật nhưng cưa em chắc chắn sẽ đổ. Tôi sẽ không yêu hai lần cùng một người đàn ông, hơn nữa người đó lại còn là kẻ thù của mình. Cô vừa nói xong thì trò chơi trong điện thoại cũng báo hết game rồi. Chiến binh của cô đã bị kẻ thù đánh bại. Trận này cô thua chính là vì những gì mà mình vừa thốt ra dẫn đến phân tâm. Còn người đàn ông kia thì cũng đã bị câu nói của cô làm cho sắc mặt hiện ra đầy vạch đen, ánh mắt thoáng chút thất vọng. Em vẫn cho rằng tôi là hung thủ lấy mạng ba em sao? Lúc này đây Hiểu Khuê đã quay mặt đối diện với anh, nghiêm túc mà lên tiếng. Tôi sẽ tin anh trong sạch nếu như anh đưa được hung thủ đến trước mặt tôi nhận tội. Anh còn đang lo sẽ phải nghe câu trả lời nào đó phũ phàng lắm, nhưng mà nghe xong những gì cô nói, anh lại cong môi mỉm cười. Nếu tôi được chứng minh là mình bị oan, vậy thì em sẽ làm thế nào bù đắp cho tôi đây? Lấy thân báo đáp, nguyện không hối hận. Câu trả lời cực kỳ dứt khoát của người phụ nữ bản lĩnh làm cho anh tuyệt nhiên phấn khích, lập tức di chuyển đến bên cạnh cô, dùng ánh mắt tà mị đắc ý nhìn cô rồi lên tiếng. Vậy em cứ chuẩn bị đi. Qua ngày mai thôi, em sẽ phải dùng tấm thân kiêu ngạo này để báo đáp cho tôi cả đời. Ngày mai sao? Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ đưa em về Thượng Hải. Vừa nói, anh vừa ung dung ngả lưng vào thành ghế, rồi còn tự ý giang tay khoác lên vai của cô, làm cho Hiểu Khuê cáu kỉnh, lập tức hất cánh tay hư hỏng kia ra. Về đó để làm gì chứ? Thì cho em gặp một người. Là ai? Không phải em luôn muốn biết sự thật uẩn khúc đằng sau mọi chuyện sao? Chỉ cần em đi cùng tôi thì em sẽ có được câu trả lời. Diệp Hiểu Khuê vẫn đang trong biểu cảm cau mày và những nỗi lo ngại vướng bận trong lòng. Thấy cô im lặng, người đàn ông trầm giọng nói thêm. Ngày mai là ngày giỗ thứ 15 của ba mẹ tôi, cũng là ngày sinh nhật thứ 25 của anh em họ Quách. Anh em họ Quách sao? Anh đang ám chỉ đến bối cảnh gia đình hiện tại của mình sao? Làm cho thâm tâm của cô dần dần nôn nóng bởi những nút thắt chưa được nào, bởi những nút thắt chưa thể nào tháo gỡ. Vậy tôi cần chuẩn bị những gì? Vũ khí, cứ sử dụng loại nào mà em giỏi nhất. Phi tiêu dao, tôi cần những con dao nhỏ nhưng phải sắc nhọn. Được, tôi sẽ sai người chuẩn bị cho em. Anh cong nhẹ khóe môi, sẵn sàng đồng ý mọi yêu cầu mà cô muốn, không cần suy nghĩ, cho dù chỉ là thoáng qua. Ngày mai chắc là sẽ có nguy hiểm đúng không? Đúng vậy, nhưng em đừng sợ, có tôi ở bên cạnh, bất kỳ ai cũng không thể nào làm hại em đâu. Biết đâu chính anh lại là người đưa tôi vào nguy hiểm thì sao? Lời nói nửa đùa nửa thật cùng nụ cười nhạt nhẽo trên môi của cô làm cho anh cau mày. Em vẫn sợ tôi âm thầm đưa em vào chỗ chết giống như từng làm với ba em sao? Biết làm sao được, bởi vì bây giờ trước mắt tôi anh chính là hung thủ.
Người đàn ông gật đầu, vẫn là nụ cười cong cong của sự trào phúng trên môi, cùng với đó là ánh mắt bất lực. Được, em cứ tự cho mình là đúng đi, rồi chắc chắn sau này em sẽ phải hối hận thôi, Diệp Hiểu khoe. Lần này thì đến lượt cô cười khinh. Thật sự là như vậy sao? Tất nhiên rồi, thậm chí em còn phải hối hận bởi vì ngày đó đã nổ súng vào tim tôi. Anh nói rất vênh vang, nhưng cô thì không muốn đôi co nữa nên chỉ nở ra nụ cười nhạt cho qua và tiếp tục mở điện thoại chơi game. Cứ như vậy, cả hai người im lặng ngồi bên cạnh nhau. Người đàn ông vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cô, vừa đôi mắt lấp ló có chút tà niệm. Khoảnh khắc bình yên lúc nào cũng ngắn ngủi, và bây giờ nó bị phá vỡ bởi tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Quách Tuấn Trương. Sau khi đọc xong nội dung tin nhắn từ người bí ẩn gửi tới, thì sắc mặt của anh đã trở nên trầm lắng. Vài giây sau, liền di chuyển ra ban công trong phòng làm việc để gọi điện cho ai đó. Truyền tin đến tổ chức ở Thượng Hải, ngày mai tôi sẽ trở về cùng với Diệp Hiểu Khuê. Trước đêm trở về Thượng Hải, Thái Vĩnh cũng được Quách Tuấn Trương triệu tập về để mà tề tựu một nhà. Diệp Hiểu Khuê hiếm khi nào ngoan ngoãn, nay đích thân vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Lúc này đây, hai người đàn ông đang ngồi trong phòng khách và anh được một nam bác sĩ tận tình khâu lại vết thương ở lòng bàn tay. Tuy rằng đang chơi game, nhưng mà Thái Vĩnh vẫn quan tâm đến người anh em của mình, mặt dán vào tivi, còn miệng thì lên tiếng hỏi. Tay làm sao mà bị khâu thế? Mấy ngày anh đi, liền có kẻ tạo phản. Là tên vệ sĩ Abad của lão Lâm cử đến giám sát chú có đúng không? Đúng là anh ta cố chấp thật đấy. Người vừa vào nhà đã sai người ám sát rồi. Cũng may em phản ứng nhanh nhẹn mới có thể bảo vệ được cô ấy. Quách Tuấn Trương có vẻ tán thưởng khi mà nhắc về người anh song sinh của mình, nhưng đến phút cuối lại chốt gọn bằng nụ cười khinh khỉnh. Theo như lời kể ca ngợi của chú, thì một người giỏi võ, thành thạo vũ khí như Casey đã đủ đánh bại tên vệ sĩ quèn đó rồi. Sao phải đến lượt chú nhúng tay vào cơ chứ? Anh nghĩ sao? Nếu mũi dao đã kề cận bên ngực mà cô ấy vẫn đứng im bất động, vậy là cô ta thà chết chứ cũng không muốn ở bên cạnh chú mày rồi. Xem kìa, nhục mặt nam nhi, cái gì cũng giỏi. Cái gì cũng giỏi, dạy gái cũng giỏi nốt. Biết khả năng bây giờ của mình nằm ở đâu, vậy mà vẫn bất chấp. Chú mày chán sống rồi, có đúng không? Quên mất chuyện cô ấy từng bất chấp nguy hiểm của bản thân mình để lao ra gánh cho em một nhát dao rồi sao? Chút vết thương nhỏ nhặt này của em căn bản là không xứng để nhắc tới. Thái Vĩnh nghe anh nói như vậy thì gật đầu. Nhớ ra rồi và cũng hiểu luôn rồi. Hai cô cậu thay phiên nhau trả nợ, nhưng món nợ này bao giờ mới dứt đây? Để cho người anh này còn trở về lãnh địa của mình với các em kiểu nữ chứ. Qua ngày mai thôi, chỉ cần anh bảo vệ cô ấy an toàn thì coi như nhiệm vụ hoàn tất. Món nợ ân tình gì đó mà anh hay nhắc đến cũng xem như được trả đủ. Thái Vĩnh gật gù, trùng hợp vừa đánh xong một ván game thu về màn thắng đậm, làm cho nét mặt của anh ta cực kỳ hưng phấn. Hiểu Khuê cũng hay chơi game này, nhưng mà cô ấy toàn đánh thua thôi, mỗi lần thua đều rất cáu kỉnh. Vậy thì chú bảo cô ấy gọi anh một tiếng thầy đi, anh đây sẽ huấn luyện cô ấy đạt được đến tầm cao mới, đảm bảo đánh đâu thắng đó luôn. Cơm tối xong rồi, mau vào trong ăn thôi. Vừa đúng lúc Diệp Hiểu Khuê ra đến nơi, cất lời khiến cho ngọn lửa đắc chí của Thái Vĩnh lập tức nhạt đi. Thật ra là vẫn còn quê độ chuyện nhậu thua hôm trước, nên bây giờ thiếu mất một chút tự nhiên. Quách tổng, vết thương được khâu xong rồi. Mà tôi nói này, cậu chịu khâu lại vết đứt này là điều sáng suốt, bởi vì nếu chậm trễ thêm vài ngày, vết thương chắc chắn sẽ nhiễm trùng, lúc đó hậu quả sẽ khôn lường. Bác sĩ vừa nói xong, Diệp Hiểu Khuê liền đáp trả. Tại sao lại nhiễm trùng? Anh ta vẫn thường xuyên rửa sát trùng vết thương cơ mà. Vết thương này mà được sát trùng thường xuyên sao? Vị tiểu thư này đúng là ăn nói khoác lác rồi. Ông nói như vậy là sao chứ? Thôi thôi, là tôi sai. Bác sĩ Hà, ông cứ về trước đi, chi phí hôm nay tôi sẽ thanh toán sau. Để tránh phát sinh rắc rối, Quách Tuấn Trương lập tức đứng dậy hòa giải.
Bác sĩ Hà sau đó cũng thu dọn đồ nghề rồi ra về với tâm trạng có chút không vui. Còn riêng Hiểu Khuê là vẫn hậm hực, giây sau thì chuyển hướng chất vấn sang người đàn ông bên cạnh. Những gì ông ta vừa nói là sao? Thì bác sĩ nói cũng đúng mà, vết thương của tôi căn bản là không được chăm sóc chu đáo. Đến hôm nay tôi thấy tình trạng tệ hơn, cho nên gọi ông ta đến đây để xem và khâu vết thương. Chuyện này thì có liên quan gì đến em mà em cáu chứ? Câu hỏi cuối cùng của anh làm cho Hiểu Khuê nhất thời chột dạ. Cô thẹn quá hóa giận liền quay lưng đi thẳng vào trong bếp. Màn tranh cãi của hai người làm cho Thái Vĩnh lắc đầu ngao ngán. Rõ là quan tâm nhưng lại để sĩ diện đứng đầu. Còn một người vì lo cho đại sự ngày mai miễn cưỡng gặp bác sĩ Hà chăm sóc vết thương, vậy mà cố tình nói lời phũ phàng. Hai đứa chúng mày đang thương nhau cho roi cho vọt đấy à? Trong khi Thái Vĩnh còn đang liên thuyên thì những người bên cạnh đều đã rời đi vào trong phòng bếp ăn tối. Đến khi nhận ra, Thái Vĩnh mới lật đật chạy theo sau. Tối hôm nay, Quách Tuấn Trương lại trở về phòng ngủ. Diệp Hiểu Khuê thì dọn chỗ nằm dưới sàn nhà như trước đó. Đêm đã khuya, đèn đã tắt, hai người họ vẫn không thể nào chợp mắt. Sau bao nhiêu suy nghĩ, Hiểu Khuê chọn cách mở lời. Anh ngủ chưa? Người đàn ông chậm rãi mở mắt khi mà nghe thấy câu hỏi của cô, trầm giọng lên tiếng. Nói đi, tôi đang nghe đây. Sức khỏe của anh vẫn ổn chứ? Câu hỏi của cô làm nụ cười được thắp sáng trên môi anh. Anh khẽ hỏi lại. Đang lo cho tôi đấy à? Tôi chỉ là không muốn anh chết sớm, như vậy nhẹ nhàng quá rồi. Cô nói chuyện vô cùng tuyệt tình, khó nghe, nhưng mà sâu thẳm bên trong là thật lòng lo lắng. Vậy thì em cứ yên tâm, tôi còn phải trói buộc em cả đời, nên sẽ không có chuyện ra đi dễ dàng như vậy đâu. Thế nhưng mà tôi thấy anh thật sự không ổn. Hôm đó mới đánh nhau có một chút thôi, mà anh dường như không thở được, lại còn phải dùng đến thuốc, thì chứng tỏ hiện giờ anh không thể nào vận động quá nặng được. Có vẻ như cô không có ý định bỏ qua vấn đề này, tiếp tục hỏi cho tới thì thôi, khiến cho Quách Tuấn Trương nhất thời không biết trả lời cô thế nào. Tất nhiên anh sẽ giấu chuyện chức năng tim của mình bị suy nhược do phát súng cô gây ra trước đó. Anh chỉ trả lời qua loa. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lúc đó tôi chỉ là giả vờ để thử xem là em có thực sự quan tâm đến tôi không. Cũng tâm cơ phết nhỉ. Cô cười nhạt rồi nhắm mắt lại khi mà cảm thấy câu chuyện này có thể đi vào hồi kết. Không gian tĩnh lặng bao trùm ngay sau đó, tưởng chừng như là cả hai người đều đã ngủ rồi. Thì đúng lúc này Quách Tuấn Trương lại nói thêm. Ngày mai em đừng mặc váy. Tôi đã chọn trang phục cho em xong rồi, là áo vest quần sóc màu hồng phối với áo hai dây màu trắng đã được là phẳng và treo bên ngoài cùng của tủ, chân đi đôi bốt cao cổ màu trắng ở phía bên trái. Đến đó nếu tính mạng chẳng may bị đe dọa thì em cứ ra tay dứt khoát. Về vũ khí tôi đặt cạnh đôi giày, em muốn giấu vào đâu thì tùy em. Nói tóm lại em cứ làm những gì mà mình muốn, miễn sao giữ được an toàn cho bản thân là đủ rồi. Lần đầu tiên người đàn ông này vì một cô gái mà lo trước lo sau đến thấp thỏm không yên. Anh đã căn dặn rất nhiều nhưng mà không nhận được hồi âm. Im lặng hồi lâu, anh xoay người nghiêng sang để mà được ngắm nhìn cô gái bằng ánh mắt thâm tình xen lẫn lo âu. Sáng hôm sau, Diệp Hiểu Khuê đã chọn đúng bộ quần áo mà người đàn ông sắp xếp sẵn cho mình. Cả giày đi dưới chân cũng mang đôi bốt trắng cổ. cao như anh nói. Hôm nay cô không trang điểm cầu kỳ, cũng không cần phải trưng ra vỏ bọc đầy gai nhọn giống như bình thường, bởi vì anh đối với cô cảm giác đề phòng đã biến mất vô hình rồi. Suy cho cùng, nếu như chưa thể nào kết thúc, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, để xem là phía trước con đường này có vở kịch bi hài gì đang được sắp xếp. Lát nữa đến đó, tôi sẽ giới thiệu em là bạn gái, chắc em sẽ không phản đối đúng không? Được làm bạn gái của ông trùm cũng đâu có gì thiệt thòi đâu mà tôi phản đối. Mọi câu nói cô đều thốt ra với âm giọng thờ ơ, ánh mắt lạnh nhạt, còn không thèm nhìn người đàn ông bên cạnh lấy một cái nào, làm trai muốn cười cũng không thể cười tự nhiên.
Giá mà cô chịu suy nghĩ sâu hơn một chút, cô chịu tin anh vô tội, cho có lẽ mọi chuyện cũng không đi đến bước đường cá cược bằng máu như thế này. 2 tiếng sau, chiếc xe họ đang đi đã bước qua địa phận của Thượng Hải, trở về quê hương sau 6 tháng xa cách. Cảm xúc của cả anh và cô đều khó tả. Mảnh đất này cho họ gặp nhau, cảm mến nhau, rồi yêu thương nhau từ bao giờ không hay. Một trong những con đường ở đây từng có một cô gái vì lo lắng cho bạn trai mình bị đau dạ dày mà lao xe như bay ở trên đường. Tuyến đường đua hàng đêm vẫn còn dấu chân bánh xe để lại. Họ đã ôm nhau bùng xõa cùng với đam mê tốc độ. Trải qua những năm tháng phải đấu tranh giữa yêu và hận, có một người đàn ông vì yêu mà chấp nhận buông bỏ tất cả, nhưng người đó lại vì thù hận, vì cố chấp nông nổi nhất thời mà đẩy anh ra xa. Thiếu tin tưởng vùi chôn một mối tình đẹp đẽ để lại những vết sẹo còn in trên da thịt, và họ phải dùng đến mực xăm để mà che lấp ký ức dấu tích và ký ức đau thương. Nay trở về đây, từng dòng cảm xúc đó lại ùa tới, làm cho những mảnh vỡ trong tim lần nữa gào thét và nhớ nhung. Đi thêm 30 phút, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn dinh thự cổ kính và xa hoa. Khi mà tài xế trong xe chính là Thái Vĩnh, đưa ra huy hiệu riêng biệt của Quách Tuấn Trương lên camera để nhận dạng, thì cánh cổng sắt cao to từ từ mở rộng ra. Chiếc xe BMW 5 chỗ di chuyển vào trong sân. Khi cùng anh bước xuống xe, trước mắt cô là hàng loạt vệ sĩ lực lưỡng đứng canh gác ở khắp mọi nơi. Nhìn ai cũng lạnh lùng, tàn khốc, thì chứng tỏ người lãnh đạo ở đây chắc chắn còn có quyền lực và đáng sợ hơn ba cô ngày xưa. Trong lúc Diệp Hiểu Khuê đang nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt phức tạp, thì anh đã nắm chặt tay cô, dẫn lối tiến vào trong sảnh chính. Nhìn thấy anh, hai vệ sĩ canh cửa liền cúi đầu thông báo. Nhị thiếu gia, anh mới trở về. Đại thiếu gia đang chờ anh ở trên phòng thờ tổ. Quách Tuấn Trường vẫn giữ im lặng, anh nắm chặt tay cô tiến vào bên trong. Theo sau hai người là Thái Vĩnh. Tuy bình thường anh ta có vẻ như không làm được tích sự gì, thì ngay lúc này lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Diệp Hiểu Khuê đang nghĩ tới người đại thiếu gia được vệ sĩ nhắc tới vừa rồi. Cô vẫn luôn luôn trầm mặc với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, cùng với từng dòng suy nghĩ hỗn tạp đan xen. Lên đến tầng 3, Quách Tuấn Trương đã đưa Thái Vĩnh và Diệp Hiểu Khuê đứng trước một cánh cửa lớn bằng gỗ trầm hiếm có. Lại là vệ sĩ đứng canh gác ở bên ngoài, họ cung kính cúi đầu khi gặp mặt Tuấn Trương. Sau đó, hai bên cánh cửa được vệ sĩ trịnh trọng mở rộng ra, chào đón ba người bước vào trong. Thái Vĩnh đã không đi theo bởi vì đây là chủ ý trước đó của Quách Tuấn Trương. Lúc này đây, Diệp Hiểu Khuê chỉ nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng giống hệt với Quách Tuấn Trương. Khi nhìn từ đằng sau, anh ta đang đứng đối diện với hai bài vị ở bàn thờ tổ trang trọng. Về rồi đấy à? Giọng nói trầm lạnh vang lên. Diệp Hiểu Khuê vẫn đang cau mày với nét mặt gắt gao cho đến khi mà anh ta từ từ quay người lại. Cho dù đã phần nào đoán trước được tình huống, nhưng cô vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng xuất hiện trên khuôn mặt khả ái. Người đàn ông này và Quách Tuấn Trương có gương mặt giống hệt nhau, dáng vóc về bề ngoài cho đến tóc tai. Nếu như không thân thiết và không nhìn thật kỹ thì sẽ không thể nào nhận ra ai mới là Quách Tuấn Trương. Anh ta là Quách Khiếu Lâm, anh trai song sinh của tôi. Giọng nói trầm thấp của Tuấn Trương vang lên bên tai của cô, nhưng lúc này đây cô vẫn đang mải mê chăm chú quan sát từng đặc điểm trên gương mặt của người đối diện. Cuối cùng thì cô cũng tìm ra được sự khác biệt ở đôi mắt giữa hai người đàn ông. Hiểu Khuê luôn nhìn Quách Khiếu Lâm bằng ánh mắt đánh giá, làm cho anh ta trưng ra sự thích thú, rồi thản nhiên lên tiếng nói: thắp hương cho ba mẹ trước đã. Hiểu Khuê là bạn gái của tôi, chắc là anh sẽ không cản trở một hai nén hương đâu. Không cản trở, nhưng mà thắp hương là phải quỳ gối dập đầu. Em hỏi xem cô bạn gái của mình có cam tâm tình nguyện không đã. Tình nguyện. Anh ta vừa nói xong câu, Diệp Hiểu Khuê đã dứt khoát đáp trả, rồi bước về phía bài vị kia.
nén hương này, một cái dập đầu này thay cho lời tạ lỗi, bởi vì cô biết vì sao mà có hai bài vị này, xem như là cô thay mặt ba mình gánh tội lỗi. Còn riêng Quách Tuấn Trương cũng không có gì là kỳ lạ, bởi vì anh biết rõ cô đang nghĩ gì trong lòng. Hai nén hương được thắp lên, hai người thành tâm đứng trước bài vị, chắp tay cảm xá, rồi nâng hương cắm vào lư. Trong khi người đàn ông vẫn còn đang chậm chạp, thì Diệp Hiểu Khuê đã quỳ gối dập đầu mà không hề cảm thấy ủy khuất. Nghi thức đầu tiên hoàn tất, dưới ánh mắt hài lòng của Quách Khiếu Lâm, anh ta ung dung lên tiếng. Đã xác định đưa người về gặp mặt ba mẹ, chắc là cũng định sẵn ngày thành hôn rồi, phải không? Với câu hỏi này của anh ta, Quách Tuấn Trương tuyệt nhiên bình thản lên tiếng đáp. Ngày lành tháng tốt đã chọn rồi, dù sao thì chuyện cũ đã qua, hận thù kết thúc. Tôi hy vọng rằng anh có thể thành tâm chúc phúc cho chúng tôi. Quách Khiếu Lâm nở ra nụ cười thâm sâu. Đương nhiên, người làm anh này lúc nào cũng muốn em trai của mình hạnh phúc. Nếu như em đã xác định người phụ nữ này sẽ ở bên cạnh mình, thì lát nữa mọi người đến đông đủ, anh sẽ đứng ra thông báo một tiếng. Anh sẽ đứng ra thông báo một tiếng cho anh em biết, tổ chức của chúng ta sắp có thêm một thiếu phu nhân sắc nước hương trời. Anh cong môi cười nhạt. Vậy phiền anh rồi. Nhưng mà trước tiên, anh có vài lời muốn hỏi riêng cô em dâu tương lai của mình. Không biết Tuấn Trương có đồng ý để em dâu một mình ở đây cùng anh không? Trùng hợp quá, tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi anh. Tuấn Trương, anh ra ngoài đi. Trước yêu cầu của Hiểu Khuê, Quách Tuấn Trương đã đồng ý ra ngoài để cô được ở riêng với Quách Khiếu Lâm. Hai người là hai người xa lạ, vừa gặp nhau lần đầu tiên, nhưng ẩn sau hai từ xa lạ đó là một mối thâm thù đại hận sắp được khai mở từ từ. Điều gì đã khiến cho cô chấp nhận về đây cùng với Tuấn Trương chứ? Ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở trong phòng, Quách Khiếu Lâm điềm đạm đưa ra câu hỏi thẳng thắn và đổi lại là nụ cười của cô gái. Đương nhiên là vì tình yêu rồi. Nhưng mà nghe anh hỏi như vậy, chắc chắn sau còn chứa đựng điều gì đó chưa nói, có phải không? Quách Khiếu Lâm nở ra nụ cười trào phúng. Vì yêu hay là vì trả thù đây? Trả thù ư? Cô không hận nó đã từng lấy mạng ba cô sao? Ngày đó nổ súng lấy mạng nó mà nó không mất mạng, bây giờ gặp lại chắc gì cô đã chịu buông bỏ thù hận nào. Cô lại nhếch môi cười, tâm thế thản nhiên đối đáp. Tại sao tôi phải hận anh ấy, trong khi kẻ lấy mạng ba tôi lại là người đang nhởn nhơ ngồi trước mặt của tôi? Những gì cô nói làm cho sắc thái trên gương mặt người đối diện nhanh chóng tối sầm. Anh ta chính là không ngờ rằng Diệp Hiểu Khuê như vậy đã dám lật bài ngửa. Chúng tôi là anh em song sinh, cơ thể căn bản không có gì là khác nhau. Cô dựa vào đâu mà cho rằng Quách Khiếu Lâm tôi là hung thủ lấy mạng Diệp Úc? Dựa vào tầm nhìn sâu rộng thôi, và đôi mắt có khả năng soi thấu tâm tư người khác nữa. Chính ánh mắt của anh là thứ khiến cho tôi khẳng định suy đoán của mình hoàn toàn không sai. Đúng là lời nói ngông cuồng sằng bậy. Cô nói thử xem, đã thấy gì trong đôi mắt tôi nào? Cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương, lời lẽ thốt ra toàn là kiêu ngạo. Tôi thấy anh thâm sâu khó lường, lắm mưu nhiều kế, tàn độc hơn người. Đôi mắt của Tuấn Trương thì không lãnh khốc như anh, kể cả khi mà đứng trước họng súng của tôi, anh ấy chưa từng lộ ra vẻ tức giận. Một người thâm tình như vậy làm sao có thể vì thù hận mà chối bỏ tình yêu? Thứ tình yêu được cười mà cô nói làm cho nó quên đi trách nhiệm của một người con, quên luôn món nợ máu lẽ ra phải đòi lại. Người nhu nhược như thế thì có gì hay ho đâu. Thái độ khi nhắc đến em trai của mình toàn là khinh thường và xem rẻ. Vậy chứng tỏ những gì Hiểu Khuê suy đoán và đưa ra đã tìm được hồi đáp xác thực rồi. Im lặng một hồi, cô chọn cách đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết món nợ máu mà anh nhắc tới chính là mối thù lấy mạng ba mẹ mà anh và Tuấn Trương đã tận mắt nhìn thấy vào ngày sinh nhật lần thứ 10. Tôi cũng biết hung thủ đứng sau mọi chuyện chính là ba của tôi. Quách Khiếu Lâm trưng ra nụ cười thú vị. Nói tiếp đi. Hiểu Khuê giữ vững trạng thái mạnh mẽ, cô cứng rắn nói thêm.
Bây giờ ba tôi cũng đã mất mạng dưới họng súng của Quách gia các người. Món nợ này xem như là được trả đủ. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc ở đây. Cô vừa nói xong thì giọng cười ngạo nghễ của người đàn ông đã vang vọng trong căn phòng. Ánh mắt lóe lên tia tàn độc chưa từng thay đổi. Cô mà cũng có tư cách đưa ra điều kiện trao đổi với tôi sao? Cô cau mày. Anh không muốn kết thúc trong êm đẹp ư? Quách Hiểu Lâm không vội vàng trả lời, chỉ thong thả vén vạt áo, rồi từ từ mang ra khẩu súng lục đã được gắn sẵn thanh giảm âm. Thấy đối phương đã có hành động, Hiểu Khuê cũng lập tức bật chế độ đề phòng. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, cũng không ai dại dột mà nuôi một con rắn độc kề cận bên mình. Và cô chính là con rắn độc đó, Diệp Hiểu Khuê. Bây giờ hạnh phúc nhất thời thì bảo rằng từ bỏ thù hận thôi. Ai biết được mai sau tình cảm thay đổi, lòng người có còn vững vàng như ngày đầu tiên không? Để con gái kẻ thù ở bên cạnh, chắc chỉ có mỗi thằng em trai ngu ngốc của tôi nó làm được điều đó thôi. Nói xong thì anh ta dùng ánh mắt đánh giá, dò xét cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô đúng là có nhan sắc mỹ lệ, thân hình nóng bỏng, thảo nào có thể khiến cho em trai tôi từ bỏ hận thù, lựa chọn cùng rời khỏi đây và xây dựng gia đình. Lẽ ra nó đã được toại nguyện rồi, nếu ngày đó nó dứt khoát quyết định cùng cô cao chạy xa bay, chứ không phải là chạy về đây khuyên tôi nên quên đi mối thù lấy mạng ba mẹ. Đúng là ngu xuẩn. Anh ấy không ngốc mà là đang tôn trọng anh đấy. Càng không ngờ ngoài mặt thì anh đồng ý từ bỏ, nhưng mà sau lưng lại dùng kế để vừa trả được thù vừa khiến cho tôi hận. Vì tưởng rằng người lấy mạng ba tôi là Quách Tuấn Trương. Còn người anh đúng là thâm sâu khó lường, lại còn tàn độc đến mức xem rẻ mạng sống của em trai mình nữa. Hiểu Khuê đã dành cho đối phương sự khinh bỉ không hề nhỏ. Anh ta thì vẫn nhàn nhã, cười. Cái này cô nói sai rồi. Tôi không xem rẻ mạng sống của em tôi, mà là đã từng quá xem nhẹ đứa con gái của kẻ thù đấy chứ. Tôi cứ tưởng rằng sau phát súng đêm đó làm cho chức năng tim bị suy giảm nghiêm trọng thì nó sẽ nảy sinh thù hận bài xích cô. Nào ngờ đâu tình cảm nó dành cho cô lại sâu nặng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hắn ta trừng ra nụ cười lạnh khốc, hai tay nâng niu khẩu súng và bắt đầu dương nòng. Nó còn muốn cưới cả con gái của kẻ thù làm vợ. Đúng là hoang đường, quá hoang đường. Lúc này đây, Quách Tuấn Trương và Thái Vĩnh vẫn đang đứng bên ngoài, nhưng mà chỉ có mỗi mình anh là lo lắng không yên, chứ người còn lại thì nghiễm nhiên ngồi trên ghế để chơi game. Chú cứ đi qua đi lại thì có ích gì đâu. Biết đâu mọi chuyện đã được giải quyết trong hòa bình thì sao? Casey sẽ vì tình yêu với chú mà gạt bỏ thù hận thôi. Anh nghĩ cô ấy tin em sao? Theo anh thì chỉ khi mà tin tưởng, cô ấy mới đồng ý đi cùng chú tới đây. Bởi vì nếu như cô ấy vẫn cố chấp cho rằng chú là hung thủ thì đã sớm ám sát cho xong rồi. Hà cớ gì phải chịu đựng ràng buộc cơ chứ? Anh đưa ra câu hỏi trong tâm thế vừa hy vọng vừa hồi hộp. Cuối cùng thì vẫn được lý lẽ của Thái Vĩnh xoa dịu một chút. Lắng lại chừng vài giây để suy nghĩ, Quách Tuấn Trương sau đó đã muốn quay trở vào trong căn phòng thờ tổ, nhưng lúc này đã bị hai tên vệ sĩ gác cửa đưa tay ngăn cản. Đại thiếu gia đã có lệnh, bất kỳ ai một khi mà đã quay trở ra thì không thể nào trở vào một lần nữa. Lệnh sao? Lệnh này là lệnh từ khi nào ban ra? Là từ trước khi nhị thiếu gia đến đây. Mong nhị thiếu gia hợp tác, đừng buộc chúng tôi phải thất lễ. Dù khẩu súng trong tay của Quách Khiếu Lâm đã được lên nòng, nhưng mà cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra. Quách Khiếu Lâm, anh cứ như vậy mà lấy mạng tôi ở đây, anh không sợ Tuấn Trương sẽ không tha thứ cho anh sao? Anh ta không vội, Hiểu Khuê càng muốn kéo dài thời gian để chờ Tuấn Trương trở lại. Theo những gì mà tôi được biết thì Diệp Hiểu Khuê cô là một người thông minh, nhạy bén. Nhưng sao cứ có chuyện gì liên quan đến Quách Tuấn Trương là tự dưng lại ngu ngang như vậy chứ? Nếu bây giờ tôi nổ súng lấy mạng cô mất mạng không đối chứng, tôi muốn nói thế nào mà không được. Cần thiết thì tôi sẽ tự khiến cho bản thân mình bị thương, rồi nói với nó rằng cô muốn ám sát tôi trả thù cho ba mình. Vậy cô nghĩ xem,
Dù em trai tôi nó có không tin, cũng không dám đường đột mà trở mặt với người anh này, phải không? Người đàn ông rất sảng khoái khi mà sẵn sàng nói ra những toan tính trong lòng. Nhưng sang giây tiếp theo, ánh mắt anh ta trở nên giàn ác. Sớm biết sẽ có những phiền phức không đáng thế này, thì tối hôm đó tôi nên để cô tự vẫn cho xong. Đúng là nhân từ với kẻ thù, tàn nhẫn với chính mình. Là anh đã nổ súng vào bắp tay của tôi trước khi mà tôi bóp cò tự vẫn sao? Đúng vậy. Đêm đó thấy cô đáng thương nên chữa lại cho cô còn đường sống. Cứ tưởng bảo lão Tam nói rằng Quách Tuấn Trương đã mất mạng, còn tôi thì gieo vào đầu nó hình ảnh một Diệp Hiểu Khuê máu lạnh tuyệt tình. Hai người sẽ mãi mãi không tìm lại nhau. Mà có chăng gặp lại thì cũng chỉ là muốn cắn xé lẫn nhau, chứ đâu nghĩ rằng một chút tình cảm vớ vẩn đó lại có khả năng vượt qua rào cản thù hận cơ chứ. Giờ nghĩ lại mới thấy, tha cho cô đúng là sai lầm to lớn. Mà thôi, nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ nhờ phát sinh tình cảm với cô mà tôi mượn danh của Quách Tuấn Trương dễ dàng vào được tổ chức băng đen, rồi nhanh chóng trả được thù này. Chứ với bản chất đề phòng của lão già đó mà chờ đến ngày được lão ta tin tưởng thì chắc là đầu đã bạc rồi. Vậy là mọi khúc mắc đã được hóa giải, sự thật phơi bày rành rành ngay trước mặt, làm cho thâm tâm của cô giằng xé, gào thét không yên. Bởi vì từ đầu đến cuối chỉ có cô không tin tưởng người đàn ông đó, là cô cố chấp không chịu lắng nghe giải thích, thậm chí còn bị hận thù nhất thời che mắt, nhẫn tâm cướp đi mạng sống của một người vô tội. Nói trắng ra thì cô cũng giống như Quách Khiếu Lâm, không có được lòng bao dung để mà lượng thứ những lỗi lầm của người khác. Nhưng cô đáng hận hơn anh ta ở chỗ cô mù quáng oán hận nhầm người. Khoảnh khắc nhận ra tất cả trong sự nuối tiếc muộn màng, cô dường như chết lặng, còn người đàn ông ở đối diện lại đang giương họng súng đen ngòm về phía của cô. Sao, có muốn trăn trối điều gì trước khi nhắm mắt xuôi tay không? Hay là còn tâm nguyện gì chưa được thực hiện không? Nói đi, tôi sẽ thay cô hoàn thành, coi như là tích chút công đức cho đời con đời cháu sau này. Diệp Hiểu Khuê nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lùng và tàn khốc. Cần gì phải nhờ anh thực hiện chứ? Bởi vì lấy mạng anh là tâm nguyện cuối cùng của tôi rồi. Cô nói xong thì rút ám khí là những mũi dao sắc nhọn được giấu trong người ra, dứt khoát phóng thẳng nó về phía người đàn ông đối diện. Có điều thân thủ của anh ta nhanh nhẹn, lại còn sở hữu đôi mắt tinh anh, nên trước khi mũi dao ghim vào người đã kịp thời tránh né. Rồi một tiếng đoàng vang lên. Lúc này đây, Quách Tuấn Trương đứng bên ngoài cũng không thể nào chờ đợi lâu hơn được nữa. Lòng dạ anh như có ngọn lửa thiêu đốt, dứt khoát xông thẳng vào. Nhưng mà chưa kịp chạm tay đến cửa đã bị cánh tay của hai vệ sĩ ngăn cản. Nhị thiếu gia, xin anh đừng làm trái lệnh. Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn từng người vệ sĩ, rồi anh gằn giọng nhắc nhở lần đầu tiên. Tránh ra. Nhị thiếu gia, mời anh lui ra ngoài. Anh dứt khoát, đối phương thì cũng cứng rắn không kém, nhưng mà lần này anh không nhân nhượng được nữa, lập tức ra tay tung đòn. Mẹ kiếp, chơi có ván game thôi mà cũng không yên với lũ chúng mày. Lúc này Thái Vĩnh mới chịu cất điện thoại vào trong túi quần, nhấc mông lên khỏi ghế, kèm theo đôi lời hậm hực. Vừa dứt lời thì cú đấm của anh ta đã giáng thẳng vào mặt một trong hai tên vệ sĩ, thậm chí còn cướp đi phần của Quách Tuấn Trương. Vào trong đi người anh em, đường đã được dọn sẵn rồi đấy. Một tiếng đoàng vang lên. Thái Vĩnh vừa đắc ý nói xong câu thì từ đằng xa đã vang lên tiếng súng. Viên đạn hướng đến lại là phía của anh ta, làm cho hiện trường lập tức rối loạn. Quách Tuấn Trương còn chưa kịp mở cửa phòng đã bị nhóm người của Tử Hanh dẫn tới ngăn cản. Nhị thiếu gia, cậu đang làm gì thế? Sao lại ra tay với người của chúng ta thế này? Giọng nói bất mãn đặc trưng của Tử Hanh vang lên, khiến cho Quách Tuấn Trương lại càng đen mặt. Chẳng qua là tôi muốn vào trong phòng thờ tổ, nhưng mà lũ khốn nạn này lại chắn đường của bổn thiếu gia. Hình như đây là lính của chú Từ, đúng không? Chú dạy dỗ thế nào mà để cho chúng nó cắn bậy, cắn luôn chủ nhân của mình thế này? Tử Hành cười khinh khỉnh.
Ở đây chẳng có ai là thuộc hạ của nhị thiếu gia, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của đại thiếu gia mà thôi. Lão cáo già này có cái mồm thối quá đi mất, nói ra câu nào là anh không lọt tai câu đó. Mặc kệ lão ta đi, chú mày cứ xông vào trong cho anh, Tuấn Trương. Nhị thiếu gia, cậu mà trái ý thì đừng trách chú Từ này không khách sáo. Thái Vĩnh vừa nói xong câu, Từ Hanh đã lạnh giọng cảnh báo, đi kèm hành động lên nòng khẩu súng trong tay hướng về phía của anh. Từ Hanh, ông dám sao? Chỉ cần không làm trái ý của đại thiếu gia, Từ Hanh này không có gì là không dám. Hôm nay cô gái đó bắt buộc phải mất mạng, nhị thiếu gia đừng chống đối vô ích. Quách Tuấn Trương nhếch môi cười nhạt. Nếu cô bắt buộc phải mất mạng thì bất kỳ ai ở đây cũng đừng hòng sống sót. Nhị thiếu gia đúng là quá ngông cuồng rồi, cậu dựa vào đâu mà tuyên bố hùng hồn như vậy chứ? Dựa vào khẩu súng trong tay tôi đấy. Giọng nói âm trầm nồng nặc mùi thuốc súng của một người phụ nữ vang lên bên tai, làm cho Tử Hanh nhất thời không dám nhúc nhích, bởi vì bên phải thái dương là họng súng vô tình đang cố định ở nơi đó. Đại phu nhân, cô muốn tạo phản sao? Tôi chỉ muốn Khiếu Lâm không tiếp tục phạm sai lầm nữa, càng muốn giúp em chồng của tôi bảo vệ một tình yêu đẹp đẽ. Đại phu nhân, cô dám chống lại mệnh lệnh của đại thiếu gia ư? Hỏi thừa, nếu không dám thì khẩu súng trong tay tôi đâu dí vào đầu của ông thế này, Từ Hanh. Quế An Hy nhếch nhẹ khóe môi, trưng ra nụ cười trào phúng, rồi chuyển mắt nhìn sang em chồng của mình, giọng nói vang lên. Chú vào trong đi, Tuấn Trương, ở đây cứ để chị lo liệu. Không được. Cản cậu ta lại đi. Tử Hành đanh giọng phản kháng, nhưng mà xung quanh thì chẳng có một ai dám đứng ra ngăn cản người đàn ông, bởi vì thuộc hạ của ông ta đều bị khống chế dưới họng súng tử thần của nhóm người Quý An Hy đưa tới đây. Cùng lúc này ở bên trong, Diệp Hiểu Khuê vẫn đang cố sức đánh trả Quách Khiếu Lâm, hai người tay không đấu võ, trên sàn nhà và vách tường đều in dấu phi tiêu cùng với lỗ đạn để lại, chứng tỏ trước đó họ đã có một khoảng thời gian sử dụng vũ khí để mà tấn công nhau, nhưng không cho ra kết quả. Quách Khiếu Lâm tấn công không ngừng nghỉ, Diệp Hiểu Khuê cũng không thua kém gì, nhưng mà suy cho cùng thì thể lực của một người phụ nữ cũng không thể nào so sánh với một người đàn ông. Ngay lúc này cô bắt đầu đuối sức. Thấy như vậy, Quách Khiếu Lâm lập tức được đà xông tới, dứt khoát vung chân đá một phát vào người của cô, làm cho cô ngã văng xa ra. Nơi khóe môi thiếu nữ tứa ra giọt máu, ánh mắt kia chưa từng dao động trở nên yếu đuối. Bàn tay run run di chuyển đến đôi bốt cổ cao mang ở chân của mình, âm thầm tìm ám khí cuối cùng còn sót lại. Trong khi đó, Quách Khiếu Lâm cũng đã tiến tới nhặt khẩu súng nằm trên sàn nhà. Thật là trùng hợp khi mà anh ta cũng thấy chỉ còn có một viên đạn thôi. Phóng phi tiêu bằng dao và tốc độ của súng ống, đương nhiên người cầm súng sẽ chiếm được ưu thế, khả năng sát thương đối phương cũng sẽ cao hơn. Khi mà hai ánh mắt tàn khốc va vào nhau, Quách Khiếu Lâm lập tức bóp cò. Diệp Hiểu Khuê cũng dứt khoát phóng dao tới. Tiếng súng đoàng vang lên, cửa phòng đồng thời được ai đó đẩy ra. Quách Tuấn Trương nghe âm thanh chết chóc, ánh mắt nhìn về phía của Hiểu Khuê, rồi anh không cần suy nghĩ đã lập tức lao tới, dùng tấm thân to lớn của mình để mà che chắn cho cô. Viên đạn kia đã ghim vào đâu? Sao mà cô lại không thấy đau cơ chứ? Cô chỉ thấy trước mắt của mình là khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông. Ánh mắt tràn đầy yêu thương, nụ cười dịu dàng của anh làm cho cảm xúc trong trái tim của cô dần dần bấn loạn. Cuối cùng thì anh cũng bảo vệ được em rồi, Hiểu Khuê. Câu nói kết thúc là lúc mà cô tận mắt nhìn thấy đôi mắt anh từ từ khép lại, cơ thể to lớn vô thức đổ sầm vào người cô. Quách Tuấn Trương trúng đạn, rồi thì cô mới thấy cả tấm lưng của anh lấm lem màu đỏ. Ôm anh trong lòng, tay chân cô buồn rùn, vành môi run run vì lo sợ hãi hùng. Đồ ngốc này, Quách Tuấn Trương, ai bảo anh làm như vậy chứ? Anh nhất định phải bình an cho em, anh có nghe thấy không? Khi mà Hiểu Khuê không còn kìm nén được cảm xúc thì Quách Khiếu Lâm sẽ như thế nào đây? Anh ta không những không bị thương mà còn đang đứng đó trong trạng thái sửng sốt,
khi nhận ra phát súng vừa rồi đã khiến cho đứa em trai ruột của mình bị thương. Bàn tay cầm súng mất đi trọng lực mà để vật dụng kia hờ hững rơi xuống. Anh ta khẩn trương bước tới, vội vàng gọi tên em trai. Tuấn Trương, Tuấn Trương, tại sao em lại đỡ đạn thay cho cô ta chứ? Người đâu, mau gọi xe cấp cứu đi, người đâu? Anh ta lao tới bằng sự hối hận muộn màng, bằng nỗi lo sợ trước nay chưa từng có, cuống cuồng hô hoán gọi người tới để giúp đỡ. Có lẽ trong giây phút đưa ra quyết định, người đàn ông đó chưa từng đắn đo, là bởi vì vạn sự đều được mặc định sẵn. Đứng giữa tình thân và tình yêu, anh chỉ còn cách lấy tính mạng của mình ra làm thước đo để hóa giải thù hận. Dù hôm nay ai là người đứng trước cái chết thì anh cũng sẽ đứng ra để ngăn cản. Thế nhưng trong lúc nguy cấp nhất, anh vẫn chọn bảo vệ người mình yêu, thì chứng tỏ Diệp Hiểu Khuê là người quan trọng nhất. Từ đầu đã như vậy và hiện tại cũng chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có Diệp Hiểu Khuê, cô chưa từng tin tưởng vào tình cảm của anh. Tính cách nhạy cảm, vô tình khiến cho yêu thương bị phản tác dụng. Yêu hận đan xen, lệ máu hòa lẫn, kết quả vẫn là chia ly. Vì tình mà bất chấp tất cả, vì người mà mạng sống bán rẻ, anh chỉ cần Diệp Hiểu Khuê. Nhưng mà người con gái đó luôn luôn cố chấp phũ phàng, chỉ vì một chút hiểu lầm oan nghiệt. Em vì anh mà thay đổi, anh vì em mà hy sinh tất cả. Vậy thì cuối cùng thứ tồn tại là gì sau chuỗi ngày đau thương đây? Trong bệnh viện ca, Quách Tuấn Trương được đưa vào phòng cấp cứu với trạng thái hôn mê, máu không cầm được, nghi bị rối loạn đông máu, nhịp tim không ổn định, hô hấp yếu, phải chụp oxy ngay từ khi mà lên xe cấp cứu. Nắm bàn tay lạnh ngắt của người đàn ông, Hiểu Khuê lo sợ đến run rẩy. Cô không thể nào cất lên lời nói, dù rất muốn, nhưng cổ họng thì nghẹn ứ. Giây phút cửa phòng cấp cứu khép kín cũng là lúc mà người phụ nữ ngã khuỵu. May thay còn có Thái Vĩnh ở bên cạnh kịp thời nâng đỡ. Bình tĩnh đi, Tuấn Trương phước lớn mạng lớn. Lần trước bị cô bắn trượt qua tim còn không mất mạng, lần này chỉ bắn trúng ở lưng thôi, nó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Thái Vĩnh rất biết cách an ủi người khác bằng cách khơi gợi lỗi lầm làm họ đau khổ tự trách. Sau khi dìu Hiểu Khuê ngồi lên ghế, anh ta cũng tự tìm cho mình một vị trí ngồi xuống. Trong khi Quách Hiếu Lâm cũng đang mang tâm trạng nặng nề day dứt vì hối hận, thì cũng chỉ có Thái Vĩnh luôn tuyệt nhiên bình thản. Giống như chuyện gì đến thì cũng phải đương đầu, dù tệ hại hay tốt đẹp thì cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ ai ai cũng tự trách mình, ai cũng đau khổ hối hận. Chắc là tự lương tâm họ sẽ rõ. Chỉ có người đáng thương nhất chính là người đàn ông đang ở trong phòng cấp cứu, vì tình mà không màng đến sống chết để hóa giải hận thù, đem thân mình làm bia đỡ đạn. Âu cũng là cái giá phải trả cho hai từ cố chấp, nhẫn tâm, tuyệt tình đầy sai trái. Có những điều mất đi rồi mới thấy tiếc nuối, có những người đến không giữ gìn, lúc chia ly thì gào thét xót xa, vì trước đó chưa từng trân trọng người ta. Chờ đợi thật ra chưa bao giờ là hạnh phúc, hơn hết là những lúc thập tử nhất sinh như bây giờ. Diệp Hiểu Khuê ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà trong lòng nóng như lửa đốt, chờ đợi từng giây từng phút từng giờ trôi qua. Cứ 2 tiếng, 3 tiếng, rồi 4 tiếng, cuối cùng cánh cửa đó cũng được rộng mở. Bác sĩ Nam bước ra, nét mặt thấm mệt sau ca cấp cứu tích cực, xuất hiện trong đáy mắt là một chút thất vọng, xen lẫn áy náy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vì nạn nhân mất quá nhiều máu, lại mắc sẵn chứng bệnh suy tim trước đó mà bị suy hô hấp cấp, nên không thể nào qua khỏi. Thành thật chia buồn với gia đình. Thông báo của bác sĩ làm cho đôi chân của Hiểu Khuê buồn rùn, suýt chút nữa đã ngã khuỵu nếu không nhờ Thái Vĩnh kịp thời đỡ lấy. Quách Hiếu Lâm thì chết lặng, âm thầm rằng xé, kêu gào nối tiếc trong muộn màng. Thi thể nạn nhân đã được chuyển xuống nhà xác. Mời anh Thái Vĩnh đi theo tôi, là một số thủ tục cần thiết trước khi đưa thi hài nạn nhân về nhà. Tại sao lại chuyển xuống nhà xác, trong khi đã có người nhà chờ sẵn bên ngoài chứ? Có phải là trong lúc cấp cứu, các người đã để xảy ra sơ suất gì rồi, đúng không? Không xảy ra sơ suất gì cả, chúng tôi chỉ làm theo quy định của bệnh viện thôi. Thôi đi,
Tuấn Trương, nó đã ra nông nỗi này rồi, còn không phải là do các người gây ra sao? Chê chuyện chưa đủ phiền nên muốn sinh thêm rắc rối, có phải không? Quách Khiếu Lâm mất bình tĩnh mà lao tới túm cổ áo bác sĩ, khiến cho tình cảnh trở nên rối ren. Cũng may là có Thái Vĩnh ra tay ngăn cản mới giúp cho bác sĩ Nam thoát nạn. Và cũng nhờ vào những lời chất vấn của anh mới khiến cho anh ta bình tĩnh trở lại. Được đà, Thái Vĩnh nghiêm giọng lên tiếng cảnh cáo người đàn ông kia một lần nữa. Chuyện đã đến nước này rồi, xin các người để thằng em của tôi được yên tâm ra đi thanh thản, đừng đấu đá lẫn nhau nữa. Đặc biệt là mày đấy, Quách Khiếu Lâm. Bác sĩ, chúng ta đi thôi. Thái Vĩnh cùng bác sĩ rời đi. Quách Khiếu Lâm tức giận trong bất lực mà vung tay đấm mạnh vào tường. Chỉ có riêng Hiểu Khuê là ngồi chết lặng ở một góc. Cô không khóc, nhưng bây giờ hiện trạng của bản thân cô giống như một kẻ không tồn tại linh hồn nữa, bởi vì tất cả đều đã bị nỗi đau chiếm lấy. Cảm giác lúc này giống hệt như ngày ba cô mất mạng. Rõ là đau đớn đến tột cùng mà lại không thể nào rơi xuống một giọt lệ. Khoảnh khắc này, trái tim nhỏ bé của cô đã tan vỡ, rồi ôm lấy ngực trái bị giằng xé đến khó thở. Cuối cùng là cô đã khóc, có điều khóc không thành tiếng. Những người thân yêu nhất đều lần lượt bỏ cô ra đi. Họ đều cho cô cái cảm giác mất mát, rồi mới biết trân trọng trong muôn vàn nỗi tiếc. Sau khi những thủ tục được hoàn tất, họ được gặp lại người đàn ông trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, khăn trắng trùm kín toàn thân. Hiểu Khuê đưa bàn tay run bần bật chạm vào mảnh khăn, chậm rãi với nỗi sợ hãi to lớn, từ từ vén khăn xuống để được nhìn mặt người mình yêu thương lần cuối. Đến bây giờ cô vẫn chưa dám tin vào sự thật, Quách Tuấn Trương đã mất rồi. Cô cho rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó, nhưng mà không phải vậy. Khuôn mặt sau mảnh vải trắng quả thực là anh, gương mặt trắng bệch không một chút nào sức sống. Hình ảnh đó khiến cho cô khuỵu xuống, gào khóc trong đau thương, thống khổ. Tại sao anh lại bỏ em, Tuấn Trương? Em còn chưa kịp bù đắp cho anh cơ mà. Ai cho phép anh ra đi như vậy? Anh tỉnh lại đi có được không? Em hứa là sẽ không bao giờ làm anh đau nữa. Em nhớ rồi, em nhớ anh rồi. Nắm bàn tay lạnh ngắt của người mình yêu rồi áp lên gò má, cô thống khổ với nỗi đau quá lớn, khắc sâu trong lòng. Vậy là đã kết thúc thật rồi sao? Người đàn ông này mãi mãi không thể nào quay về nữa sao? Giá như cô chịu tin tưởng anh sớm hơn, giá như cô không bướng bỉnh, muốn cá cược một lần cuối cùng để biết được chân tướng sự thật, thì có lẽ đã xong. Thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch như thế này. Anh yêu cô như vậy, quan tâm, lo lắng cho cô từng chút, bất kể an nguy của bản thân mình. Vậy mà cô cố chấp tuyệt tình, đến khi thật sự mất đi rồi mới biết họ đối với mình quan trọng như thế nào. 3 ngày sau, chuyện gì đến cũng phải đến. Cho dù cô có kêu gào van xin thế nào thì vẫn phải cắn răng chấp nhận hiện thực rằng người đàn ông đã mãi mãi rời xa nhân thế. Ngày nào còn tranh cãi với cô, còn len lén trộm nhìn, mà bây giờ anh nằm đó thiên thu bất tỉnh. Còn cô đứng đây, đứng trước nấm mồ lạnh lẽo với nỗi đau vẫn còn đang ngự trị trong trái tim. Ngày cuối cùng trước khi mà tang lễ kết thúc, có rất nhiều người tiễn đưa anh trên đoạn đường về nơi yên nghỉ để tỏ lòng tiếc thương. Thời gian trôi qua, từng người một cũng lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn Thái Vĩnh, Quách Khiếu Lâm, Quế An Hy và Hiểu Khuê ở lại. Lúc này đây, bầu trời đã xám xịt bởi mây đen kéo tới, báo hiệu cho một trận mưa trái mùa sắp sửa trút xuống nơi hồng trần. Sau bao nhiêu giây phút tưởng nhớ trong im lặng, Thái Vĩnh lúc này cất lên câu nói đầu tiên. Tôi có một số thứ liên quan đến Tuấn Trương, tôi muốn trao lại cho hai người. Thái Vĩnh nói xong thì lần lượt lấy ra 2 mảnh giấy được cất sẵn ở trong túi áo của mình. Thứ mà anh đưa cho Quách Khiếu Lâm là một lá thư, còn thứ mà đưa cho Hiểu Khuê cũng là một lá thư tương tự. Họ cùng nhau nhận lấy và cùng mở ra xem. Dừng lại đi anh, đừng để vòng vây hận thù quấn chặt cả đời, cuối cùng cũng chỉ còn lại những vết thương không bao giờ lành lặn. Hãy trả lại bình yên cho cô ấy, xem như để đứa em trai nhu nhược này được thanh thản ra đi. Đó chính là nội dung trong bức thư mà Tuấn Trương để lại cho anh trai của mình.
Những dòng chữ đó đã khiến cho đôi mắt cao ngạo của anh trở nên đỏ au, ngấn ngấn lệ sầu. Anh để lại tâm thư khá dài cho anh trai, nhưng trong mảnh giấy mà Hiểu Khuê đang cầm chỉ ghi vỏn vẹn có vài chữ. Từ nay em được tự do rồi, hãy sống cuộc sống mà mình thích và làm bất kỳ điều gì mình muốn. Mong em có thể hạnh phúc, an nhiên cả đời, Hiểu Khuê. Đọc xong những dòng chữ này, cô không khóc mà còn nở ra nụ cười chua xót. Anh bảo em sống hạnh phúc an nhiên sao? Nhưng mà chút hạnh phúc đó của em, anh lại nhẫn tâm mang theo rồi. Vậy anh nói xem, em phải tìm thứ xa vời đó ở đâu? Đó chính là tiếng lòng của cô. Cô giữ riêng trong lòng, chỉ đủ cho một mình nghe thấy, tự mình cảm nhận bi ai. Còn đây là di chúc mà Tuấn Trương để lại cho cô. Thái Vĩnh lại đưa ra một phong bì giấy chứa toàn tài liệu ở bên trong. Cô nhìn nó rất lâu, hàng loạt nghi vấn dựng lên trong đầu. Di chúc sao? Những thứ này sao lại giống như được sắp đặt từ trước vậy chứ? Tang lễ của Quách Tuấn Trương đã hoàn tất. Diệp Hiểu Khuê được Thái Vĩnh đưa trở về Giang Thành bởi vì anh ta nói rằng đang có người chờ gặp cô. Sau bao nhiêu chuyện ập đến trong mấy ngày vừa qua, bây giờ trở về căn nhà quen thuộc ngày nào, tâm trạng của cô nặng nề khó tả. Hai người họ vừa về đến nhà không bao lâu thì quả thực là có người đích thân đến thăm. Diệp Hữu Khuê nhận ra người đàn ông này là vị cảnh sát trưởng tên Đoàn Diêu, người xử lý vụ án trong quán bar của cô cách đây không lâu. Sau khi dâng trà, họ ngồi đối mặt với nhau. Đoàn Diêu lên tiếng: "Chắc là cô rất ngạc nhiên khi mà thấy tôi đến tận đây tìm cô, có đúng không?" "Vâng, có phải là vụ án trong quán bar hôm đó lại xảy ra chuyện gì liên quan đến tôi không?" "À không không, tôi đến đây là để trả lại giấy phép kinh doanh cho cô đấy." Đoàn Diêu khẩn trương nói xong thì mang giấy tờ đã chuẩn bị sẵn ở trong cặp táp ra, đưa nó cho Hiểu Khuê. "Trước tiên tôi phải xin lỗi cô, vì đã nghe theo lời của Quách Tổng dựng lên vở kịch, ép buộc cô từ bỏ việc kinh doanh quán bar gốt vào trước đó. Bây giờ tôi lại theo ý ngài ấy, mang giấy phép kinh doanh đến trả lại cho cô." Nhận tờ giấy mà tâm tư của cô vô cùng phức tạp, ngập ngừng mãi mới cất lên câu hỏi: "Anh ấy bảo ông mang thứ này đến trả cho tôi khi nào?" "Là 4 ngày trước. Quách Tổng còn sắp xếp một bài báo thanh minh cho quán bar gốt, rằng sự việc hôm đó chỉ là hiểu lầm. Khi nào quán khai trương lại, bài báo này sẽ được đưa lên mạng xã hội và truyền tải rộng rãi." Cô khẽ gật đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười sao cho tự nhiên nhất. "Cảm ơn ông vất vả rồi." "Cô không trách chúng tôi, là chúng tôi đã cảm thấy biết ơn rồi. Ở cục cảnh sát còn nhiều việc phải làm, vậy tôi xin phép về trước đây." "Vâng, cảnh sát trưởng, ông về thông thả nha." Thái Vĩnh đứng lên thay mặt tiễn khách. Đến khi mà quay trở lại, anh ta vẫn thấy hình ảnh Diệp Hiểu Khuê trầm mặc ngồi nhìn mảnh giấy ở trên bàn từ nãy đến giờ chưa thay đổi. Anh ta bình thản ngồi xuống sofa lên tiếng: "Đang có rất nhiều nghi vấn, có đúng không? Còn những chuyện gì mà tôi chưa biết chứ? Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói, nhưng mà trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ. Mấy hôm nay bận rộn đến quên luôn cả bản thân. Trong lúc tôi đi tắm, cô ở đây chuẩn bị vài món ngon đi. Lát nữa tôi và cô nhâm nhi vài ly rồi nói chuyện với nhau." Thần là anh em tốt của Quách Tuấn Trương, nhưng mà trông anh ta lại chẳng có một chút nào đau buồn khi thấy anh không may qua đời. Thái độ đó của anh ta đương nhiên làm cho cô vừa khó hiểu vừa không được vui. Nhưng mà dù sao thì tâm trạng cũng đang không ổn, nhâm nhi vài ly cũng tốt. Quan trọng hơn hết là cần biết có những uẩn khúc nào đằng sau mà cô vẫn chưa biết. 20 phút sau, quả nhiên là đã có mùi ngon rượu thơm bày sẵn ở trên bàn trong phòng khách. Không biết Hiểu Khuê đã chuẩn bị mùi nhắm gì mà đến lúc Thái Vĩnh nhìn thấy lại sững sờ vài giây. "Uống rượu với đậu phộng sao? Ít nhất thì cũng phải được đĩa thịt xào hay là một chút trái cây chứ, cô Cây Si." "Anh có thể không ăn, không uống, ngồi đây nói chuyện với tôi là được rồi." Cô lạnh nhạt buông ra một câu rồi tự thưởng cho mình một ly rượu đầy. Thấy tâm trạng của cô không tốt, vốn muốn dùng mấy trò Quách Tuấn Trương hay bày ra để chọc cô vui, nào ngờ đâu Thái Vĩnh dùng thì lại vô hiệu, cho nên đành lủi thủi ngồi xuống ghế.
Người cũng mất rồi, cô có đau buồn thì Quách Tuấn Trương cũng không thể nào hồi sinh được. Nếu như nó ở trên cao mà nhìn thấy cô thế này thì càng không thể yên tâm. Muốn người ta không buồn thì đừng mở miệng ra là chạm vào nỗi đau của họ. Còn nữa, tôi là Diệp Hiểu Khuê, sau này tôi cấm anh gọi tôi là Casey. Thái Vĩnh gật gù đồng ý. Bình thường mỗi khi mà uống rượu sẽ có người phục vụ tận tình, nhưng hôm nay đến lượt anh ta rót rượu cho bạn nhậu của mình mà còn là một người phụ nữ. Uống thêm một ly, Hiểu Khuê bắt đầu hỏi: mối quan hệ của anh và Tuấn Trương là gì? Thằng danh đó chưa từng kể với cô sao? Anh tưởng mối quan hệ của chúng tôi vào những ngày qua thân thiết lắm hay sao mà kể những chuyện này cơ chứ? Thái Vĩnh gật đầu, nhấm chút rượu, sau đó mới nói: 6 năm trước chúng tôi gặp nhau trong phi vụ làm ăn lớn. Lúc đó Tuấn Trương vẫn còn làm việc trong tổ chức, nó đã cứu tôi một mạng. Từ đó tôi nợ nó ân tình, kết bái anh em xem như người thân ruột thịt trong nhà. Tôi là lão đại ở Macau, cuộc sống vốn ung dung tự tại. Lần này về đây cũng là do Quách Tuấn Trương gọi tôi về. Gọi về để làm gì? Nhờ tôi âm thầm tìm kiếm một người phụ nữ. Và người đó là tôi sao? Thái Vĩnh chỉ mới nói ra một chút mà cô đã đoán được về sau, cho nên cuộc trò chuyện giữa hai người vô cùng ăn ý. Đúng vậy, nó muốn nhờ tôi tìm cô để tránh tai mắt của Quách Khiếu Lâm. Nào ngờ đâu mới đón tôi khỏi sân bay thì đã gặp được cô trong quán bar rồi. Sau đó anh ấy bày kế trói buộc tôi ở bên cạnh để tôi biết được sự thật. Anh ấy chấp nhận cược một ván lớn, bởi vì cho rằng chỉ khi mà tôi tận mắt gặp Quách Khiếu Lâm thì tôi mới tin anh ấy bị oan sao? Thật ra thì Tuấn Trương đã sớm biết chuyện Quách Khiếu Lâm muốn ám sát cô rồi, nên sắp xếp mọi việc từ trước. Nó gọi tôi theo là để bảo vệ cho cô, âm thầm thông đồng với Quách An Hy cũng là để đảm bảo an toàn cho cô. Hiểu Khuê nghe đến đây thì cười nhạt. Chính vì vậy anh ấy quyết định tương kế tựu kế để tôi gặp mặt Quách Khiếu Lâm, dẫn dụ anh ta tự nhận tội lỗi. Trước khi đi còn chuẩn bị ám khí cho tôi, căn dặn tôi rất nhiều thứ, cũng là để đề phòng trường hợp tôi vì hận mà muốn trả thù Khiếu Lâm. Cho dù trong trường hợp nào, anh ấy cũng tôn trọng suy nghĩ chu toàn cho tôi, kể cả quyết định dùng thân mình làm vật đánh đổi hòa bình cũng nằm sẵn trong dự tính ban đầu. Sau tất cả mọi chuyện, chỉ có tôi là kẻ cố chấp ngu muội, phải đợi đến lúc mà mất đi tất cả tôi mới biết trân trọng. Cô nói xong thì dành nụ cười khinh bỉ cho chính mình. Cô không uống rượu bằng ly nữa mà trực tiếp giành lấy cả một chai đầy, đưa lên miệng mà tu ừng ực. Uống đến khi mà rượu tràn hết ra ngoài, nước mắt lặng lẽ rơi, cô mới buông bỏ chai rượu trong tay. Thấy cô khổ sở, dằn vặt như vậy, Thái Vĩnh đương nhiên là cũng xót, nhưng không biết an ủi thế nào, cứ như vậy mà để thời gian chậm rãi trôi qua trong im lặng. Một lúc sau, anh ta mới trầm giọng lên tiếng. Tất cả tài sản của Tuấn Trương đều để lại cho cô rồi. Vậy tiếp theo cô định làm gì? Dù sao thì cũng phải phấn chấn lên để còn tiếp tục sống chứ. Lúc này Hiểu Khuê đã bình tĩnh hơn. Cô lau nước mắt, miễn cưỡng cười lên tiếng. Tất nhiên là tôi sẽ làm theo lời anh ấy, sống cuộc sống mình thích và làm điều mình muốn, an nhiên tự tại đến hết cuộc đời. Rồi cô sẽ tìm được người yêu mới, yêu thương cô như Tuấn Trương đã từng thôi. Không đâu, vì anh ấy là người cuối cùng tôi yêu, nên tôi sẽ chẳng có thêm người nào xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Một năm sau. Một năm là khoảng thời gian không quá dài, cũng không phải là quá ngắn, nhưng nó đủ khiến cho con người ta trưởng thành theo từng cột mốc trong cuộc sống ngoài xã hội lắm cạm bẫy. Từ khi mà Quách Tuấn Trương mãi mãi ra đi, trong mắt của Diệp Hiểu Khuê, người con gái cũng thay đổi bản thân mình. Cô đã trở lại dáng vẻ yếu đuối, mong manh mà ai đó đã từng nghĩ cô thích tính cách như vậy. Dòng đời oan trái và nghiệt ngã căn bản không cho phép cô mềm yếu, trong khi đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ và mất mát. Một năm qua, Diệp Hiểu Khuê không trở thành chủ tịch của tập đoàn Long Đằng giống như di chúc mà Quách Tuấn Trương để lại, mà cô ủy quyền thừa kế cho Quách Khiếu Lâm.
Cô không nhận bất kỳ tài sản nào của anh, cũng không tiếp tục kinh doanh quán bao gốt, mà đã sang lại nó cho Thái Vĩnh. Cô lấy số tiền này đi học ngành nghề khác. Chắc là số trời, cho nên cô may mắn bén duyên với nghề thợ săn. Hơn 8 tháng học hỏi, trau dồi kỹ năng, cô thành công mở được một cửa tiệm cho riêng mình, còn nhận đào tạo học viên, trở thành chủ của bản thân mình, độc lập tài chính từ năm 20 tuổi. Thợ săn tuy không phải là ngành nghề được mọi người yêu thích, đón nhận, cũng không phải nhân vật lớn gì trong xã hội, nhưng đó là đam mê mà cô muốn. Cô sẽ khắc lên da những ai cũng có niềm đam mê nghệ thuật cá tính này, những nét mực, những hình ảnh mang ý nghĩa riêng biệt, hoặc là để che đi những vết sẹo không thể nào phai mờ theo năm tháng. Giống như cô xăm đó hoa bỉ ngạn để mà che đi vết sẹo do đạn để lại trên bắp tay phải. Từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật xăm hình, cô cũng chỉ tự tặng cho bản thân mình một chữ trương. Với những đường nét mảnh mai cực kỳ uyển chuyển ở trên ngực trái, cô xem ký tự đó là dấu ấn mà cả đời này cô không bao giờ quên đi. Chữ trương có hoa, có cả chân tình. Vẫn là một mùa thu mang nhiều nhớ nhung kỷ niệm. Ở đất nước Mỹ xa xôi, khí hậu mát mẻ, thời tiết khô ráo với những cơn mưa rào bất chợt gợi đến nỗi nhớ nhà của người con xa xứ. Trong căn biệt thự sang trọng, khu đô thị đặc biệt yên tĩnh, có ánh mắt của một người đàn ông đang nhớ nhà, đứng lặng người ở bên khung cửa sổ, nhìn những chiếc lá thu vàng khẽ rơi xào xạc, khiến cho tâm tư của anh càng thêm ưu tư khó tả. Mùa thu lại đến rồi đấy, Tuấn Trương. Chú mày còn định nằm đó đến bao giờ mới tỉnh lại? Anh không muốn chôn vùi tuổi trẻ và thời gian với một kẻ chết lâm sàng như chú mày đâu. Qua thêm mùa thu này, nếu chú mày vẫn không tỉnh lại, là anh sẽ bảo Diệp Hiểu Khuê đến đây đấy nhá. Thái Vĩnh là người đang tưởng nhớ đến quê nhà, nhớ đến những cô nàng kiều nữ của mình, không thể nào chịu được, liền cất lời cằn nhằn. Sau đó quay người 180 độ, nhìn về nam thanh niên đang nằm hôn mê ở trên giường. Và người đó chính là Quách Tuấn Trương. Đúng vậy, Quách Tuấn Trương vẫn còn sống. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 3 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.